Hello, sao nó hú gì, tự nhiên nó hú hú gì ta. Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với buổi chương trình trực tiếp vòng cuối cùng, vòng chính giải cờ Rồi, xin chào tướng vô địch quốc gia 2024. Đây là nội dung cờ tiêu chuẩn. Và đây là trận cuối cùng để tranh tấm huy chương quý giá, huy chương bạc và huy chương đồng. Huy chương vàng đã thuộc về Vũ Quốc Đạt rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ điểm qua các vòng đấu thứ thứ 8 vừa rồi. Kết quả của vòng đấu thứ 8 ở bảng số 1 thì anh Đào Quốc Hưng đã thua Vũ Quốc Đạt, Võ Minh Nhất thắng lại Lý Huynh, Phí Mạnh Cường thắng Hà Văn Tiến, Nguyễn Thành Bảo thắng Đặng Cổ Tùng Lân, Phan Nguyễn Công Minh thắng Trần A Sáng, Tôn Thất Nhật Tân thua Nguyễn Minh Nhật Quang, Vũ Khánh Hoàng thua Đào Văn Trọng, Diệp Khái Quyên hòa Trần Chánh Tâm, Bùi Thanh Tùng thắng Võ Văn Hoàng Tùng, Đinh Tú thắng Nguyễn Anh Quân, Đoàn Đức Hiển thua Nguyễn Phúc Lợi, Nguyễn Anh Mẫn thắng Phan Lâm Vũ Trụ, Vũ Hữu Cường hòa Nguyễn Mạnh Hải, Nguyễn Minh Hưng thắng Trần Khoa Trụ, Trương Đình Vũ hòa Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Hoàng Lâm B thua Trần Quỳnh Si La, Nguyễn Minh Hậu thắng Nguyễn Hồng Sơn, Đặng Hữu Trang hòa Đinh Hữu Pháp, Nguyễn Văn Bon thắng Nguyễn Văn Tới, Dương Hồ Bảo Di thắng Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Trần Đỗ Ninh hòa Nguyễn Quang Nhật, Phan Thanh Giản thắng Đào Cao Khoa, Dương Đình Chung hòa Trần Hữu Bình, Chu Tấn Hải hòa Nguyễn Thăng Long, Nguyễn Trọng Minh Khôi thua Nguyễn Anh Đức, Trần Thanh Tân hòa Hà Trung Tính, Lê Phan Trọng Tính thắng Tô Thiên Tường, Phạm Xuân Quang thua Ngô Ngọc Minh, Lương Thái Thiên hòa Vũ Tấn Nghĩa. Và đó là những cặp đấu diễn ra tại vòng 8 giải cờ tướng vô địch quốc gia 2024. Đó là kết quả. Rồi các bạn chờ mình chút xíu, mình coi sau khi cúp đội bóng thăm như thế, cái bảng xếp hạng. Và đây là bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 8. Vũ Quốc Đạt 7 điểm rưỡi, coi như là chắc chắn chức vô địch rồi. Người đứng thứ hai là anh Võ Minh Nhất mới được có 6 điểm thôi. Vậy là chắc chắn Vũ Quốc Đạt đã lên ngôi giải cờ tướng vô địch quốc gia 2024. Phí Mạnh Cường xếp thứ ba với 6 điểm, Nguyễn Thành Bảo thứ tư 6 điểm, Nguyễn Minh Nhật Quang 5 điểm rưỡi xếp thứ năm.
Đào Quốc Hưng 5 điểm rưỡi xếp thứ 6, Phan Nguyễn Công Minh 5 điểm rưỡi xếp thứ 7, Đào Văn Trọng Quảng Ninh 5 điểm rưỡi xếp thứ 8, Hà Văn Tiến 5 điểm xếp thứ 9, Lại Lý Huynh 5 điểm xếp thứ 10, Nguyễn Phúc Lợi 5 điểm xếp thứ 11, Đinh Tú 5 điểm xếp thứ 12, Nguyễn Anh Mẫn Đà Nẵng 5 điểm xếp thứ 13, Bùi Thanh Tùng 5 điểm xếp thứ 14, Đặng Cửu Tùng Lân 15, Tôn Thất Việt Tân 16, Trệ Na Sáng 17, Trần Chánh Tâm 18, Diệp Khải Quyên 19, Trần Quỳnh Silla 20, Nguyễn Minh Hưng 21, Nguyễn Minh Hậu 22, Nguyễn Mạnh Hải 23, Vũ Khánh Hoàng 24, Nguyễn Anh Quân 25, Đinh Hữu Pháp 26 và Vũ Hữu Cường 27. Đó là những thứ hạng xếp phía trên, còn rất nhiều nhưng mà nhiều quá mình không đọc hết. Các bạn thôi hiện dẫn dán nằm phía trên thôi. Rồi sau cùng là bốc thăm dòng cuối cùng, dòng chính. Đây là bốc thăm dòng cuối cùng. Ở bảng đấu số 1, Vũ Quốc Đạt 7 điểm rưỡi gặp Nguyễn Thành Bảo. Các bạn có thể xem qua xem lại, mình có thể mở qua mở lại cho các bạn xem trận này với trận Phí Minh Cường, Võ Minh Nhất nha. Phí Minh Cường 6 điểm gặp Võ Minh Nhất 6 điểm, Đào Văn Trọng 5 điểm rưỡi gặp Đào Quốc Hưng, Nguyễn Minh Nhật Quang 5 điểm rưỡi gặp Phan Nguyễn Công Minh, Lại Lý Huynh 5 điểm gặp Nguyễn Anh Mẫn, Hà Văn Tiến 5 điểm gặp Đinh Tú, Nguyễn Phúc Lợi 5 điểm gặp Bùi Thanh Tùng, Trần Á Sáng 4 điểm rưỡi gặp Nguyễn Minh Hậu, Trần Quỳnh Si La 4 điểm rưỡi gặp Diệp Khải Quyên, Nguyễn Minh Hải 4 điểm rưỡi gặp Tôn Thất Việt Tân, Đặng Cửu Tùng Lân 4 điểm rưỡi gặp Nguyễn Minh Hưng, Trần Chánh Tâm 4 điểm rưỡi gặp Nguyễn Văn Bon, Võ Văn Hoàng Tùng 4 điểm gặp Đào Đức Hiển, Nguyễn Anh Quân gặp Trương Đình Vũ, Phan Lâm Vũ Trụ gặp Nguyễn Vũ Hữu Cường, Đinh Hữu Pháp gặp Vũ Khánh Hoàng, Nguyễn Khánh Ngọc gặp Dương Hồ Bảo Di, Vũ Hồng Sơn gặp Phan Thanh Giảng, Trần Hữu Bình gặp Đàm Hữu Trang, Nguyễn Minh Nhật gặp Chu Tấn Hải, Trần Khoa Trụ gặp Dương Đình Trung, Nguyễn Anh Đức gặp Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Thăng Long gặp Lê Phan Trọng Tính, Đào Cao Khoa, Nguyễn Hoàng Lâm, Hoàng Anh Tuấn gặp Trần Tần Thanh Tân và Hà Trung Tính gặp Nguyễn Văn Tới. Như vậy là các trận đấu diễn ra sáng ngày hôm nay đã được lên lịch. Rồi các bạn xem là chuẩn bị xem trận đấu tại vòng cuối, trận đấu tranh huy chương bạc và huy chương đồng. Ở trận đấu ở ván đấu đầu tiên dòng ở bảng 1 thì các bạn cũng thấy là Vũ Quốc Đạt đã vượt trội hơn là 7 điểm rưỡi đã giành chức vô địch rồi. Như vậy là Nguyễn Thành Bảo buộc phải thắng Vũ Quốc Đạt trong ván đấu này để hy vọng có tấm huy chương bạc và huy chương đồng các bạn, tại vì có ba người có 6 điểm. Ba người trong ba người này có người nào thắng thì sẽ nằm trong top, chắc chắn sẽ nằm trong top rồi. Nằm trong top nhất nhì ba rồi. Phí Minh Cường, Võ Minh Nhất, trận đấu các bạn đang xem, chuẩn bị xem là trận đấu rất là máu lửa. Ai thắng trận đấu này gần như chắc chắn sẽ có tấm huy chương rồi, sẽ được được vào đội tuyển quốc gia. Đó là một cũng là một niềm danh dự, rất là danh dự đúng không các bạn? Võ Minh Nhất thì các bạn cũng biết rồi, đã từng vô địch Việt Nam. Nguyễn Thành Bảo, Vũ Quốc Đạt. Vũ Quốc Đạt thì nay mới vô địch thôi, còn đặc biệt là Phí Mạnh Cường. Em chưa có lần nào được gọi vào đội tuyển, lần này phải nói là một vinh dự rất là lớn. Các bạn có xem lại bảng xếp hạng thì Phí Mạnh Cường, Vũ Quốc Đạt, Võ Minh Nhất và Phí Mạnh Cường, có nghĩa là nếu hòa trận đấu này thì Phí Mạnh Cường sẽ xếp sau Võ Minh Nhất cho các bạn, tại hệ số chắc thua rồi, tại vì Võ Minh Nhất hệ số rất cao, hệ số Võ Minh Nhất thắng cả Lại Lý Huynh. Chào bạn Lê Nhân Tình nha. Rồi các bạn chuẩn bị xem trận đấu rất hấp dẫn đây. Đây chính xác là bạn này. Đây, trận đấu Phí Minh Cường, Võ Minh Nhất. Ít phút nữa thôi là trận đấu sẽ diễn ra. Các bạn chờ mình một xíu đi, mình xuống mình xem cái like nó chính xác không nha.
Hello các bạn, mình trở lại đây. Rồi, chính xác là bạn này rồi. Rồi, chuẩn bị trận đấu sắp vô rồi nha. Trận đấu tâm điểm của vòng đấu này chắc có lẽ là bàn đẻo số 2 này đây. Anh Nguyễn Thành Bảo thì cũng trận đấu cũng rất là hay. Nhưng không biết với phong độ hiện tại anh Bảo không biết có thắng được Vũ Quốc Đạt không? Chắc chắn là Quỳnh Đạo phải đánh rắn rồi. Tại vì phải tranh còn tranh huy chương đồng nha, huy chương bạc. Cho nên là trận đấu số này cũng rất là quan trọng. Phía Mạnh Cường cũng buộc phải thắng. Rồi buộc phải thắng để có mặt ở top top 3. Còn nếu mà qua thì chắc chắn là ship dưới anh Võ Minh Nhất rồi các bạn. Các bạn lưu ý là Tý Mạnh Cường nếu qua thì ship dưới Võ Minh Nhất nha các bạn. Là khả năng sẽ lọt ra khỏi top là top 3 thì rất là cao cho nên buộc Quý Mạnh Cường có lẽ phải thắng trong trận đấu này. Bởi vì nếu mà hòa 6 điểm rưỡi ở dưới có khả năng bứt lên cái thứ nhất. Cái thứ hai là đã xếp sau anh Võ Minh Nhất rồi. Võ Minh Nhất hệ số rất cao. Khả năng luôn mất luôn vị trí thứ tư luôn đó các bạn nếu mà hòa. Rồi. Nếu mà hòa thì tính tiếp hệ số. Rồi chúng ta chuẩn bị bước vào trận đấu rất hấp dẫn này đây. Để mình mở cái software lên. Ôi giời. Rồi, anh Võ Minh Nhất là người mặc áo xanh, ngồi bên tay phải của các bạn, Tiểu Phí. Áo trắng ngồi bên tay trái người đang cầm tiên. Hôm qua thì có rất người nhiều người chuyển khoản để mà ủng hộ gửi tiền cà phê cho Bình Luận Viên. Mình đi thành thật cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đồng hành cùng kênh sống. Mình cũng gửi lời cảm ơn anh Tuấn Sư Vũ, Tuấn Sư Vũ đã ủng hộ kênh. Victor Trần Quyết Thắng, anh Victor 123 nơi đảo xa và anh Tư Châu. Và các bạn có rất nhiều người gửi chuyển khoản vô ủng hộ kênh mà không chịu ghi tên, nói là không có nên ghi tên, chỉ chuyển tiền ủng hộ livestream thôi. Có người thì nó không nên nói trên cộng đồng cho nên là mình cũng tôn trọng các ý kiến của các bạn. Nhưng mình thành thật là cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ kênh. Rồi một lần nữa chuẩn bị cho trận đấu này thì các bạn cũng đã thấy mình đã từ cái đầu video mình đã đưa ra cái ý kiến có nghĩa là bây giờ chỉ còn huy chương đồng với huy chương bạc thôi. Tấm hai huy tấm huy tương huy chương cũng rất là quý giá hoài chiếc chức vô địch của Võ Quốc Đạt. Thì sau khi xếp thứ hai thứ ba thì sẽ được vào đội tuyển quốc gia. Các bạn lưu ý sẽ được gọi vào đội tuyển. Sau khi trở lại của võ đua đầu Võ Minh Nhất thì rất là mạnh mẽ dù thua một ván đấu trước Vũ Quốc Đạt, tuy nhiên Nhất đã có những chiến thắng rất quan trọng là giờ hiện tại đang xếp thứ hai luôn sau Vũ Quốc Đạt trên Phí Mạnh Cường. Hiện tại có ba người có 6 điểm là Nguyễn Thành Bảo, Phí Mạnh Cường và Võ Minh Nhất. Ba người có 3 điểm, ba người có 6 điểm. Thì một trong thì bàn này với bàn số 1 là ai mà thắng thì ai mà 6 điểm mà thắng thì chắc chắn sẽ có mặt ở top 3. Nhất là trận đấu này Nguyễn Thành Bảo thắng thì chắc chắn là có top 3 rồi, còn Nguyễn Thành Bảo chắc top 3 là chắc chắn luôn. Nếu trận đấu này hòa thì Nguyễn Thành Bảo hạng nhì, còn hai trận đấu này có tỷ số thắng thua thì Nguyễn Thành Bảo sẽ hạng ba. Còn đặc biệt trong ván đấu này ai thắng sẽ là gần như nắm chắc huy chương bạc các bạn, gần chắc nắm chắc huy chương bạc rồi, tại hệ số cao hơn anh Bảo đúng không, hệ số cao hơn anh Bảo mà giờ thắng thì nếu anh Bảo thắng nữa thì chắc chắn sẽ xếp trên anh Bảo. Ô cũng chưa nha, tại vì hệ số của Vũ Đạt cao quá, nếu anh Bảo thắng thì hệ số lấy hết rồi, hệ số của Vũ Đạt cũng chưa chắc này, hệ số đối thủ rồi. Để cái đó mình cái đó là sẽ tính sao cho ông bên ban tổ chức, nhưng mình theo mình tính toán thì nằm như vậy. Còn có bốn người tranh chấp huy chương
những 5 điểm rưỡi cũng mong men thôi chứ cũng khó, rất khó nha. Chào Quỷ Nhân Hải nha, chào anh Hỷ Trung. À, dãy Châu Đức là dãy phong trào anh Hỷ Trung ơi, dãy trong phong trào thôi. Anh em Châu Đức họ già làm giải ra rồi tổ chức giải để anh em cọ sát vậy thôi chứ không phải giải giải hàng năm đó. À, muốn tổ chức lúc nào cũng được. Chào Quỷ Nhân Hải nha. Đúng rồi, bây giờ mà phí Minh Cường mà hòa thì coi chừng đó nha. Phí Minh Cường xếp sau Võ Minh Nhất, anh Bảo mà thắng thì anh Bảo dương lên đứng hàng nhì, Võ Minh Nhất là làm quan hạng sao hạng ba rồi thì phía Minh Cường sẽ rớt ra top 4. Chưa chắc nữa, chưa chắc gì ở dưới 5 điểm rưỡi người ta ăn thì ta giọt lên. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu rồi rồi, mà các bạn thưởng thức trận đấu đây, như vậy là pháo hai bình năm rồi, vẫn tiếp tục với phong cách tấn công đây. Tiểu phí cho thấy là với lối đá tấn công mà của mình thì anh như anh để trên nước rồi nhưng mình lấy cái cũng 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 khó đấy bạn, các bạn thông cảm để chào xíu nha. Rồi mà 8 tấn 7 bỏ chai nước ông Bảo luôn à, hai bên có chai nước hết ra à? Để mình xuống mình bỏ hai chai nước ra nha. Ok, cảm ơn bạn. Rồi, đã xong. Mong các bạn thông cảm nha. Các bạn like mạnh đi các bạn. Like mạnh để ủng hộ kênh nha. Ai chưa đăng ký kênh giúp mình ha. Rồi, như vậy là thế trận pháo đầu thất binh rồi. Pháo đầu thất binh. Chắc có lẽ hình ảnh. Chắc có lẽ anh nhất anh ép. Ép chút 7 chứ. Có dám chơi nghịch pháo hay không đây? Rồi, xuất đi cả nhà nha. Rồi, tiếp tục trận đấu đây. 2 tháng trận này chắc chắn rồi, có huy chương rồi. Lớp mới là vớ huy chương đây. Tiểu phí là được 5 tấm huy chương là rất mừng cho em nó. Em rất là nỗ lực,
phải nói tập luyện rất 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 nỗ lực thì mới có được ngày hôm nay. Đặc biệt là Phí Mạnh Cường chưa thua trận đấu nào ở giải đấu này, trong khi Võ Minh Nhất đã thua Vũ Quốc Đạt rồi nha các bạn. Võ Minh Nhất đã thua Vũ Quốc Đạt rồi. Pháo đầu thất binh hôm qua lại thắng đội Bình Phước, vừa Hà Văn Tý ở Bình Phước với thế trận tam binh rồi. Hôm nay giờ Phí Minh Cường là đang đang sợ đối thủ sẽ bắt bài, cho nên là ung dung để đối thủ chơi thất binh. Hôm qua Tiểu Phí dắt Vidal ra chém gục kinh thành tiểu hiệp Hà Văn Tiến với một thế trận pháo đầu tam binh phế tượng, phế tượng ép chết con mã đen của Tiểu Phí ở đường biên từ đầu tới đuôi, tới lúc mà chết rồi chứ không sau đó là lời trắng một quân. Chiều nay 15 giờ sẽ đấu nội dung cờ chớp cho các bạn, nội dung cờ chớp chính dáng trong chiều buổi chiều ngày hôm nay. Cũng rất là hấp dẫn và vui vui nhộn, cờ chớp đánh rất nhanh, coi rất là hấp dẫn. Mặc dù tốc độ chuyên môn không có bằng cờ tiêu chuẩn là chắc chắn rồi, nhưng mà cờ chớp xem thì hấp dẫn hơn. Nó có thời gian, nó có thời gian để rất ít thời gian để các bạn xem. Cờ tiêu chuẩn thì kéo ra quá dài đúng không, nhưng mà chất lượng cờ tiêu chuẩn thì nó vẫn lúc nào nó cũng đặt lên hàng đầu. Cờ tiêu chuẩn Võ Minh Nhất đang phân vân dám chơi nghịch pháo không, nếu pháo 8 tấn 4 là khả năng sẽ pháo 2 bình 5 để chuyển thành nghịch pháo, còn nếu chơi mới 2 tấn 3 thì Tiểu Phí sẽ nhẹ nhàng một là tấn xe 2 tấn 6, hoặc có thể chơi mã 8 tấn 7. Mã 8 tấn 7 thì dụ cho đối phương vào cái thế trận xung pháo quá còn nếu như đen chơi mã 2 tấn 3 mà đỏ chơi xe 2 tấn 6 thì nó chuyển thành pháo đầu quá là xa, tấn công bình phong mã thất lộ binh. Trần Nguyễn Thành Bảo với Vũ Quốc Đạt cũng rất là hấp dẫn. Các bạn muốn xem thì mình có thể mở qua cho các bạn xem. Xem hình ảnh. Mặc dù hậu thủ nhưng Nguyễn Thành Bảo đặt vào một cái thế phải là buộc phải thắng. Buộc phải thắng thì mới có cơ hội giành huy chương. Nếu mà hòa thì phải chờ kết quả của Tiểu Phí và Võ Minh Nhất. Nếu mà Trần Quỳnh Bảo hòa thì trận đấu này hòa luôn thì Tiểu Phí sẽ lọt vào top 3, lúc đó anh Bảo sẽ lọt vào top top 4, anh Bảo sẽ nằm top 4 chưa chắc nữa, tại ở dưới 5 điểm rưỡi còn băng lên nữa các bạn. Như vậy là chơi phi pháo rồi, pháo 2 tấn 4. Chính xác, lúc cờ này theo sức khỏe đánh giá là rất là chính xác, tại vì đối thủ không chơi quá là xa thì lập tức bình đèn là phi pháo qua hà, nếu chơi mã 8 tấn 7 thì khả năng đèn sẽ bình pháo vào đè mã và đang dòm ngó con chốt 3 của bình đỏ. Mình rất cảm ơn những các bạn hôm qua đã chuyển khoản những ly cà phê ủng hộ cho kênh sống. Các bạn lại giấu tên lại không cho mình biết tên, chỉ biết là chuyển khoản ủng hộ cho bạn livestream, rồi có người là ủng hộ nhưng mà không bạn đừng có nêu tên đó. Các bạn cảm ơn các bạn thật là nhiều, những ly cà phê sẽ làm động lực giúp cho mình có động lực làm tiếp những giải đấu sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều, thành thật cảm ơn.
Trận đấu này đánh, nói chung là trận đấu này đánh cũng đang dòm ngó trận của anh Bảo đây. Nếu anh Bảo hòa thì trận đấu này khả năng sẽ hòa rất cao. Còn nếu như Tiểu Phí buộc phải thắng, nếu anh Bảo thắng thì Tiểu Phí buộc phải thắng thôi. Thắng thì mới có cơ hội giành huy chương, còn nếu hòa với thua thì sẽ rớt ngoài top hoài luôn. Đấu này rất thận trọng cho phía Mạnh Cường. Phi quá quá à, chuẩn bị ăn chốt 3 của bên đỏ đè mã, cũng có thể bình vào lộ 3 sau đó xuất xe cánh phải. Đó là nước cờ rất là mạnh, nước cờ đó khả năng rất là mạnh. Như vậy là hệ số trong square báo rất là cân bằng. Chào Mỹ Hà nha. Mã 8 tấn 7 à, để xem que đề xuất thì mã 8 tấn 7, mã 2 tấn 3. Nếu bước mã lên thì sẽ ăn chốt, sau đó xuất xe cánh phải, bên đây xuất xe cánh phải. Còn nếu như bên đỏ khả năng cũng có thể bay mã lên hà, sau khi mã đen bay lên thì đỏ cũng có thể bay lên. Nếu không bay lên thì con pháo đen khả năng sẽ đè lên con mã, đè lên con mã sau đó xuất xe cánh phải thì đen sẽ ưu thế rất lớn. Phi phá qua hà dòm ngó chốt ba của bên đỏ, khả năng là nếu mà thức biến có thể là chơi pháo 8 tấn 4 mà chuyển thành cái thế là gọi là xông phá quá hà, thế binh phong mã xông phá quá hà, tấn công cũng phòng thủ chắc chắn và phản công cũng rất là ghê gớm đây. Hôm qua thì Tiểu Phí với lại Thế Thi Thiên là xuất liền một phi đao pháo đầu tam binh phế tượng và đã chém gục được Kim Thành Chủ Hiệp Hà Văn Tiến với một dáng cực thế cờ tàn là hai mã đánh với một mã và bắt chết con trúc biên luôn, bắt chết luôn con mã luôn, khả năng con mã nó cũng chết luôn rồi. Rất cẩn thận đúng không ạ? Ván đấu phải nói là quá quan trọng, chưa thua ván nào mà giờ Tiểu Phí lại nếu mà để sẩy chân một cái là mất hết tất cả, mọi nỗ lực từ đầu giải tới giờ thì sẽ bị mất đi hết tất cả, nên là Tiểu Phí rất đắn đo và cẩn thận. Chào bà Cường Ngô nha. Dạ, mình nhất sư đệ của anh. Rồi, cảm ơn bà Cường Ngô rất nhiều. Gió đôi đầu đã trở lại, phải nói rất là mạnh mẽ luôn các bạn. Sau một thời gian làm huấn luyện viên, ít có đánh giải thì sau khi đã trở lại thì phải nói là chơi rất là hay. Hôm qua đã kích bại được Nam Phương Công Tử Lại Ly Huynh, một thế trận pháo đầu tấn công ở Bình Phong Mã Hoành Sa. Võ đấu đầu Võ Minh Nhất dù thua đạt hình như thua đạt ở vòng đấu thứ
thứ ba phải, thứ ba thứ tư vậy. Thứ ba tôi đạt ở vòng đấu thứ ba, Võ Minh Nhất trở lại rất mạnh mẽ, thắng Di Hòa không, sau 8 vòng đấu thì Nhất có 5 thắng 2 hòa và 1 thua, thua dáng cờ đúng thua của với anh với Vũ Đạt. Sau đó Vũ Đạt giờ đây Vũ Đạt đã chính thức đăng quang, chính thức trở thành kỳ dương của Việt Nam, tân kỳ dương. Kỳ dương mới tên đúng không ạ? Các kỳ thủ của kỳ hội quán nó đang trong cái đông trong cái độ tuổi chính rồi, và chơi rất là hay, chững chạc. Phan Nguyễn Công Minh, Vũ Quốc Đạt, Dương Hồ Bảo Duy, những kỳ thủ phải nói là chơi cờ tiêu chuẩn cực hay. Dạ anh chào anh Châu. Cảm ơn anh Châu đã luôn ủng hộ kênh. Ngô Minh vẫn còn đánh đó, bạn bạn Ngô Cường. Để mình xem coi anh Ngô Minh các bạn ship bạn bốc thăm đây. Ngô Minh. Sáng nay thấy anh Minh đi đi ăn sáng là rất là sớm. Ủa Ngô Minh đâu ta? Trần Đỗ Ninh, Phan Quang Tính, các cặp đấu không thấy nguồn mình ta. Để chúc mình xem lại mà 8 tháng 7 rồi, chúc mình xem lại cái mình báo cho bạn nha. Hình như ở đóng top dưới thì sao? Hình như mình ở bàn xấu số 23 hay. Ngô Ngọc Minh ở đầu bàn đấu số 27 gặp Nguyễn Trọng Minh Khôi. Ngô Ngọc Minh được 3 điểm rồi. Ngô Ngọc Minh được 3 điểm rồi. Bàn 4 mà. Nói chung là bàn 5 điểm rưỡi vẫn còn tranh chấp đó, với điều kiện là bàn đấu số 2 và bàn số 1 và sảy chân hết. Tại vì 5 điểm rưỡi sát hết rồi. Nếu trận đấu này trận đấu phía Minh Cường và Minh Nhất có kết quả thắng thua và trận đấu giữa Nguyễn Thành Bảo và Vũ Quốc Đạt thì Nguyễn Thành Bảo thua thì lúc đó là chỉ có một người trong nhóm bốn người này được nắm huy chương thôi, lúc đó hai người kia sẽ rớt xuống còn 6 điểm, trong đó là nhóm nhóm dưới là 5 điểm rưỡi rất là nhiều, mà chỉ cần ai thắng thì dương lên, lúc đó là nằm trong top. Nói chung là 5 điểm rưỡi vẫn còn một chút hy vọng đoạt huy chương khi Nguyễn Thành Bảo thất thủ là một điều thứ nhất. Thứ hai nữa là trong ván đấu này sẽ có người thắng thua, thì lúc đó là người nào thua ở ván đấu này và anh Nguyễn Thành Bảo thì chính thức lọt ra cái top, lọt ra khỏi cái top nhất nhì ba đó. Lúc đó 5 điểm rưỡi ai mà thắng sẽ có cơ hội dương lên 6 điểm rưỡi. Các bạn có biết là Võ Minh Nhất trong phía Minh Cường có 6 điểm thôi, mà nếu mà thua thì chỉ dậm chân ở 6 điểm. Còn mấy người 5 điểm rưỡi thì họ thắng thì họ được 6 điểm rưỡi, họ chồm lên trên đó, chồm lên trên. Anh Nguyễn Thành Bảo cũng đã 6 điểm rồi. Nếu mà Nguyễn Thành Bảo thua đó, trường hợp là Nguyễn Thành Bảo thua và trận đấu này có tỷ số thắng thua thì lúc đó là nhóm trên chỉ có hai người là Vũ Quốc Đạt huy chương vàng, và người thắng trong trận đấu này sẽ được huy chương bạc, và ở top sau 5 điểm rưỡi ai mà thắng thì chồm lên trên, lọt lên trên 6 điểm rưỡi thì chọt lọt lên trên. Hy vọng vẫn còn nằm còn được huy chương, vẫn còn hết nha, ai 5 điểm rưỡi vẫn còn hy vọng hết nha. Em đang ủng hộ phía Mạnh Cường anh. Tiểu phí chơi giải đấu, một giải đấu cực kỳ hay, mặc dù là không vô địch được, tuy nhiên là tới giờ này là em vẫn chưa thua ván nào, chưa thua một ván nào.
Như vậy là đã bay mã lên và ăn chốt đè mã, không chơi dưới thế trận sông pháo quá ha, mà giống nhất võ đu đầu đã chém chốt rồi, tạm thời khống chế con xe đỏ không thể chồm lên. Muốn đi con xe đỏ buộc phải bay con tượng, giờ xuất xe cánh phải ra, cánh trái ra, đó cũng đã hoàn tất hai cuộc khi các quân chủ lực đã xuất trận. Tuy nhiên là Tiểu Phí đánh trận đấu này cũng đang dòm ngó bàn của anh Bảo. Nếu anh Bảo mà thua thì Võ Minh Nhất với Phí Minh Cường chỉ cần bắt tay hòa thì sẽ nằm trong top 3. Top 3. Nó thì nói lý thuyết vậy thôi chứ anh Bảo là anh biết anh không có chịu hòa với thua thì cũng bằng giống nhau, cho nên là anh Bảo chắc chắn phải đánh rồi. Mặc dù đi hậu, anh Bảo đang thủ hậu trước Tiểu Bá Dương Vũ Quốc Đạt, Tân Kỳ Dương Việt Nam. Dạ em chào anh đã, chào anh ở xa nha. À, cảm ơn anh đã ủng hộ kênh và cảm ơn anh Châu đã ủng hộ, cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh sống. Dạ em cảm ơn anh Ngô Cường, để có gì em gặp anh Minh hồi sáng này đi ăn sáng, gặp anh Minh ngồi ăn sáng rất sớm ở quán cà phê, ở sao ngồi mình với anh Minh mình nói dậy sớm quá là ngồi mình mới sáng này gặp mới sáng này gặp Ngô Minh anh biệt danh anh Tèo cay đắng đấy, ở ngoài đời là gặp anh là rất là cay đắng đó, chứ không có không có dễ đâu, vô đây mà nói là họ quýnh bài bản nhiều quá cho nên là anh Minh cũng hơi lép chút xíu, chứ ra ngoài đời quýnh độ là gặp anh đã là cay đắng đấy nha, cho nên em có biệt danh là tài tèo cay đắng đấy. Xuất xe xe 9 bình 8 và mã 2 tấn 3 là nước cờ đề xuất của xuất que, nói chung khai cuộc tới đây là rất là cân bằng. Như vậy là bẻ gãy ngòi pháo bằng nước binh 5 tấn 1, Tiểu Phí bẻ sách đây, xó sách rồi, đang chuẩn bị xuất xe lúc nào cũng được đúng không, thúc binh 5 trước có thể đưa mã 3 tấn 5 để bẻ cái gãy cái ngòi pháo đen dòm ngó tượng ở đường 7 của bình 3 của bên đỏ, sau đó có thể mới di chuyển xe được. Rất nhanh Tiểu Phí chơi chốt 5 tấn 1, tấn thẳng vào trung tâm của võ đối đầu Võ Minh Nhất, nhận thấy các quân của bình đen đã nổ phát súng đầu tiên phản công rồi, thì Tiểu Phí lập tức tấn công trung lộ, trung lộ đã bỏ trống. Giờ chơi nào, mã 3 tấn 5 hay là mã 7 tấn 5? À mã 7 tấn 5, mà tấn mã lên sẽ bị pháo liền ha, pháo 8 tấn 4 liền. Giờ là phải mở binh 5 trước, đã tấn là phải tấn luôn, mở binh 5 trước sau đó mới bước mã được. Giờ mà nhảy mã lên thì sẽ bị nước pháo 8 tấn 4 của Võ Minh Nhất liền. À anh sáng hả? Chờ mình xíu ha. Trên A sáng được 4 điểm rưỡi, đang gặp Nguyễn Minh Hậu, khả năng anh sáng thắng Hậu đã rất là cao, đang đấu ở đội bàn số 7 số 8 gì. Nguyễn Minh Hậu là chơi cũng khá hay chứ. Được 4 điểm rưỡi luôn đó chứ. Nguyễn Minh Hậu của Bà Rịa Vũng Tàu, anh sáng đánh ở bàn số 8 được 4 điểm rưỡi rồi.
là bổ tượng rồi, võ minh nhất đã lập tức tượng 3 tấn 5 phòng thủ trung lộ thôi, cái cờ tất yếu, nếu không mà đối thủ sẽ thúc chốt nữa thì rắc rối đúng không. Giờ sẽ 9 bình 8 chút 5 tấn 1, hai phương án bên đỏ sẽ đi. Nếu muốn muốn mã lên mã 3 hoặc mã 7 lên thì bước chắc bước nước trước tiên là buộc phải thúc binh 5. Bởi vì nếu mà nhảy mã đừng nhảy mã lên không có đường thoát đi thì con pháo 8 tấn 4 thì rắc rối to. À, không có gì bạn Ngô Cường à. Giờ quay quay kênh quay quay bạn kia anh. Và bên kia em quay bên anh Trần Quý Thắng rồi đó, em thấy trận này nó cũng hay mà. Theo anh là chiếc là sao, nghĩ là anh Sáng lớn tuổi rồi, sáu mấy tuổi rồi, chắc đánh cờ đó là cũng quá 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 sức rồi. Nói chung là anh Sáng đánh vậy là quá hay rồi, các kỳ thủ trẻ giờ họ nghiên cứu khai cuộc quá chuẩn rồi. Mà anh Sáng chơi về chuyển về trung tàn cao đánh ra cái hình cờ thắng mấy ván thì rất là hay rồi, sáu mấy tuổi mà đánh cờ đó là quá hay rồi. Sức khỏe quá tốt. À, bên 5 tấn 1 có vẻ nói chung là xuất xe trước cũng được, xuất xe trước rồi sau đó bên 5 tấn 1. Con mã của anh Nhất là quăng quăng khả năng quăng mã quỳ rất cao. Em có cho quay trận ở Bảo Đạt nhưng mà có muốn coi thì em mở qua coi. Tại vì kênh đó bên kênh anh Trần Trần Thắng. Đây có ngay rất là nhanh. Đây là trận Bảo Đạt. Đạt gặp cầm tiên nhé các bạn, Đạt lên được cầm tiên, em bảo nha. Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Thành Bảo. À đây là những cái trận tiên nhân chỉ lộ, thay vì chuyển phi tượng à. Chẳng là phi tượng, phi tượng đen thủ đơn đề mã Hoàng Sa. Đây là trận của Vũ Quốc Đạt và Nguyễn Thành Bảo nha các bạn. Có gì mình mở qua mở lại cho các bạn, ai muốn coi thì mình có thể mở qua mở lại, tại vì cờ kiểu chuẩn nói chung là đi một nước cũng khá lâu. Mở thêm cái này. Cái số này tự nhiên nó mất luôn ta.
đâu mở hai số que được đó. Không mở hai số que được đó mà. Chỉ lấy được cái lấy được cái điểm số thôi. Điểm số này của bên 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 cờ bàn phía bên cường. Rồi các bạn đang xem trận đấu giữa đương kim vô địch, tân vô địch của kỳ đàn Việt Nam, Vũ Quốc Đạt của thành phố Hồ Chí Minh được 7 điểm rưỡi và anh Nguyễn Thành Bảo của Bình Phước với 6 điểm. Đây là nội dung Vũ Quốc Đạt đã vô địch rồi nhưng mà Nguyễn Thành Bảo đang còn tranh chấp tấm huy chương bạc hoặc huy chương đồng. Cho nên là trận đấu này buộc anh Bảo phải thắng. Nếu hòa thì bàn tiểu phí với anh Võ Minh Nhất hòa thì Bảo sẽ lọt ra khỏi top 3. Tuy nhiên top 4 vẫn có huy chương á, 4 vẫn có huy chương nhưng mà sợ đối thủ không biết sao chồm lên rất là nhiều đối thủ 5 điểm rưỡi phía sau. Chỉ cần một sảy chân là có thể chờ top sau chồm lên thì có thể là thua hệ về hệ số như vậy anh Bảo. Hiện tại anh Bảo đang là người đi đi cờ. Ngôn mình nằm tốt trong góc đó, các bạn biết mình khi mà mình muốn quay hai cái bàn này á, là mình sẽ xin phép trọng tài và xin phép các kỳ thủ đưa hai cái bàn này ra ngoài phía ngoài cạnh ngoài bàn ngoài đầu hết á, rồi mới dựng cái cây lên mình mới quay được. Tại vì các bạn cũng thấy là mình khi mà quay các bạn rất là xích xích gần 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 với nhau, cho nên là khi đặt cam vô mà hai máy một một máy thì nhiều lúc còn để được, chứ hai ba máy để vô cái là cái bàn cái bên mà đánh cái là cái cam mình nó nhịp 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 rất khó đó anh Ngô Cường. Dạ em cảm ơn anh Châu rất nhiều. Cảm ơn anh Châu rất nhiều nha, luôn luôn ủng hộ kênh anh Châu. Anh Châu và anh 123 này đậu xa, anh Tuấn Sô Vũ cũng rất là ủng hộ kênh, luôn luôn mình livestream luôn luôn là lên ủng hộ và gửi tặng những món quà tinh thần rất là quý giá. Em cảm ơn anh Châu rất nhiều, cảm ơn anh nơi đậu xa. Đây là trận đấu Nguyễn Thành Bảo nha các bạn, trận báo cũng ra hấp dẫn đây. Các bạn có thể coi qua coi lại thì mình sẽ bật qua bật lại xem cho các bạn xem, tại vì mình đã quay quay hai kênh, quay hai bàn ở hai kênh này. Còn về software thì mình có thể mở lên thì phải chỉnh lại đi đấy. Đây là bàn của tiểu phí. Đây là bàn của tiểu phí. Để mình sửa lại cho. Đấy. Phi tượng cuộc đây. Mã quỳ. Sĩ tượng là sĩ chưa trống. Cặp pháo dân Tiểu Bá Vương Vũ Quốc Đạt bước vào trận đấu này với một tâm lý phải nói là vô cùng thoải mái khi đã chính thức vô địch trước một vòng. Như vậy là đổi mã rồi hả? Thôi chưa mình, hai con mã còn đồng đâu rồi. Đổi một pháo. Trong khi đó là anh Bảo là buộc phải thắng trận ván đấu này để có thể giành giành tấm huy chương trong top huy chương bạc và huy chương đồng. Thắng là gần như là chắc chắn đoạt huy chương rồi.
Tại vì nếu bàn của Võ Minh Nhất hòa thì đạt Bảo xếp hạng nhì, còn nếu trận Võ Võ Minh Nhất cho phía Mạnh Cường có tỷ số thắng thua thì anh Bảo sẽ đoạt hạng ba chắc chắn. Lúc đó là các bàn 5,5 điểm phía sau là không còn cơ hội nữa nếu như anh Bảo thắng. Còn nếu như anh Bảo thua thì coi như là phải các bàn ở đấu phía sau có cơ hội rất là lớn, vẫn còn cơ hội tranh vị trí thứ tư. Thứ tư vẫn là tấm huy chương đồng các bạn, chỉ tư tư vẫn vẫn được nhận tấm huy chương đồng đấy. 1, 2, 3, 4, 5 còn một chốt nữa, chốt biên. Ok, giờ tới nào, tới Đạt đi đúng không? Tới anh Bảo đi. Rồi Bảo gì đi nữa, tới Đạt đi. Rồi mình nói vậy là âm điểm cho Vũ Quốc Đạt rồi, bên đỏ là Vũ Quốc Đạt nha các bạn. Vũ Quốc Đạt Quyến Lực nha, đúng rồi, Cô Lưu thắng là Cô Lưu nhì, chắc nhì rồi, chắc chắn là nhì rồi. Tuy nhiên mà Cô Lưu vẫn dòm ngó cái bàn anh Bảo đây, chỉ cần bàn anh Bảo hòa là Cô Lưu hòa là Cô Lưu hòa là khả năng Cô Lưu đoạt huy chương rất cao, tại vì cái hội số với hội số của Cô Lưu và anh Võ Minh Nhất rất là cao. Ba lưu ý là 1, 2, 3, 4, hạng 3 với hạng 4 là được được tấm huy chương đồng các bạn. Theo giải giải vô địch thì đồng đồng hạng 3 có nghĩa là đồng sẽ có một cái huy chương đồng hạng 3. Top 5,5 điểm phía sau là rất là đông. Như vậy là anh Bảo quyết định thối pháo về rồi. Đây đây, để bên đây cũng được, đây hệ số đây, đây cho nó bị bự chút. Thì là ăn chốt qua rồi. Sau khi thối pháo xuất qua thì ăn chốt qua liền, lập tức Vũ Đạt mời đổi pháo. Nếu pháo đổi sau đó con pháo 7 ăn qua thì đang dòm ngó con tượng đen, con tượng tượng tượng, tượng ba của bên đen này. Đây đây các bạn dễ nhìn đi. Số đây, điểm số là 3. Không căng mà bằng culo. Rồi em quay bằng culo có rồi, anh để em chuyển qua culo nha. Hồi nãy khán giả anh Châu hỏi là để em quay bằng culo đi. Đang quay bằng culo á. Đây có ngay chứ không 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 có xin lệch ở đâu hết. Em quay hai bàn mà. Đây là mà đấu cu lu đây. Đó, như xông pháo quá hà. Đó, đúng như mình dự đoán thì xông pháo quá hà. Cu lu là đúng thối con pháo về mới ghê chứ. Để chỉnh lại sức khỏe thôi. Thấy bằng cô Lưu này hấp dẫn hơn đó đúng không? Và anh Bảo thì đạt đi tiên nữa mà buộc anh Phạo hay thắng hơi căng cho anh Bảo. Giờ Vũ Quyết Đạt đang có phong độ rất tốt nữa. Hơi căng cho anh Bảo đấy. Cây cuộc kiểu đó là thấy khó thắng Vũ Đạt này, đặt đổ bê tông cứng quá. Lưu vẫn không không chịu ra xe cánh phải mà chơi chút 9 tấn 1, mà 9 tấn 1 để tấn xe Tuần Hà, tấn xe ở hàng chốt để mà kiểm soát hàng chốt lên.
Vậy là Cú Lưu đã mất một chốt rồi ha, một xe nằm đây rồi, xe dưới, xe mã chưa ra luôn. Ôi sao quay quay vậy? Đừng nói về nhấn quan trọng như rớt mạng đi. Đây, sông pháo rất mạnh. Gió đối đầu đang sử dụng một sông pháo, phải nói là rất là mạnh. Đây, gió đối đầu chưa mất một nước nào. Bây giờ tới ai đi? Tới võ minh nhất đi rồi. Xong ship không mã rồi, ok. Nước vừa đòi là cô lưu thối mã bắt xe bắt pháo. Hai trăm điểm dành cho Kulu. Trận này mấy ông kia quay rồi. Em có quay mà em để bình chọn chiến thắng à. Anh Trần Chiến Thắng anh đang bình luận các bạn ý cô luôn con dẫn hả à? Nhất là toàn gì đang ủng hộ cu lô anh à, thấy cu lô đánh giải này quá hay, chưa thua trận đấu nào luôn, chưa thua giải đấu nào, ủng hộ cho cu lô. Cu lô có gì thích cu lô với anh Bảo có lối đánh tấn công rất là hay. Đúng rồi, hai ông thành đạo chắc về chắc lúa nhiều về à, ghẹ thì không có lúa thì nhiều đúng không. Như vậy là thối mộng rồi, nước cờ võ đồ đầu đi rất là chính xác. Nước sau có thể chơi binh 7, âm binh 7 tấn 1 bắt con chút chút năm đây. Nước cờ thối con pháo rất là hay. Tuy nhiên điểm số lại khá cao dành cho võ đồ đầu của chúng ta rồi. À, dành cho tiểu phí đang dương tới 400 điểm lận á. À, xe 9 tấn 3 bắt con pháo trước, đối thủ thúc chốt thì bắt chung đầu. Sao nó bình 5 hơn ta? Xe có thể bình 5 không? Bình 5 sau đó là bình 5 không được hơn, bình 5 bị con mã đen nó bước lên nó bắt. Khó, bình 5 không được hơn. Thấy trận này hay ha, trận này đánh có vẻ hay, nhưng mà theo nghĩ là để đổi tên, theo nghĩ là hai kỳ thủ này cũng đang dòm ngó cái bàn của anh Bảo này. Mà anh Bảo nếu mà thua hoặc què thì tiểu phí chỉ cần hòa là tiểu phí có huy chương thì sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia. Nhất nhì ba tư á, hình như nhất nhì ba tư luôn đó. Hay là giải đấu A1, có nghĩa là giải đấu danh giá nhất của Việt Nam. Ai đăng quang sẽ được các tụng sẽ được được danh là kỳ dương. Một lần làm kỳ dương là suốt đời làm kỳ dương.
nửa điểm thì hay hả? Thì đang cũng đang cách anh Bảo có bằng điểm bên anh Bảo mà. Trận đấu này mới hay đó, trận đấu này là ai thắng là sẽ chắc chắn có huy chương rồi. Ai thắng là chắc chắn sẽ hàng nhì luôn á chứ. Chắc chắn sẽ có huy chương bạc. Dũng chưa ha, nếu anh Bảo thắng thì thắng Vũ Đạt, tại hệ số Vũ Đạt cao quá. Nói chung là thắng trận này sẽ có chắc chắn có huy chương đồng hoặc bạc, có huy chương chắc. Còn vị trí thứ tư là đang tranh nhau quyết liệt, top dưới 5 điểm rưỡi. Cần trong top này sẩy chân, có nghĩa là bàn này với bàn số 1 có người sẩy chân thì top vừa dưới sẽ chồm lên nếu như giành chiến thắng. Như vậy là không tấn xe kia, không tấn xe chính mà lại tấn xe hai, tiểu phí là xe 2 tấn 3, vừa bắn pháo vừa có thể là ôi giời, tạo căng cho con xe đỏ. Nếu chốt 5 tấn 1 thì sao, chốt 7 tấn 1 giữ pháo thì bước mã lên ha, hay quá, xuất sắc. Tỷ phí đã tính là nếu tấn xe đi, nếu bên đen mà chơi chút 7 tấn 1 thì mã 7 tấn 5 vừa tấn công trung lộ, đồng thời cũng luôn dòm ngó cái con chốt đó, chi kích con pháo đen, nước cờ khá hay. Vẫn dương hơn 300 điểm các bạn, 350. Đi nước cờ không mất một điểm nào, rất xuất sắc. Chủ đài Thái Đức rất hay, anh Châu nói là đúng lúc hay anh để đạt giữ đài để có ai có thể mà công đài á, tạo ra một cái sân chơi rất hay. Ôi trời sao nó cứ quay thế, sao mà cứ quay quay đây anh. Có 480 chỉnh qua 1080 mới rõ. Cờ làm võ đua đầu phải suy nghĩ đắn đo đây. Bây giờ có thể dám thúc chốt hay không? Thúc chốt sẽ bị mã 8, mã 7 tấn 5 vừa bảo lộ vừa bảo vệ trung binh, vừa bắt luôn ngay cái con chốt, con chốt ở đường 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 7 của bên đen đó, đi chính xác là pháo pháo 7 thối 1 đang dọ ăn trung binh. Rồi 7 thối 1 khả năng là bên đen bên đỏ sẽ bay con mã lên. Các bạn lưu ý sau gọi cái cuộc rất là lâu thì xe mã của bên đen ở bên cánh phải chưa triển khai nè các bạn thấy không? Anh nhất anh tập trung ở bên cánh trái nhiều quá đúng không? Sợ không có người hữu
Dạ giải thưởng cao thì tôi thấy nào cũng có người công đài anh. Dạ. Không nóng nổi đâu bạn, bạn Phạm Phạm Khanh ơi, các kỳ thủ Trung Quốc họ mạnh lắm, các bạn thấy là Nguyễn Thành Bảo qua chém cấp liên tái đánh đánh những kỳ thủ coi như là lưu minh, các kỳ thủ mà ship hạng tốt ở dưới đáy luôn á, mà không rất là khó khăn đúng không? Chứ đừng nói top 20, top 20 Trung Quốc họ mạnh lắm. Quá 400 rồi đúng rồi. Pháo 7-1 dở vô đầu đi cờ rất là chính xác luôn các bạn, vẫn ưu hơn 300 điểm, 400 điểm rồi tính hay. Giờ nhảy mã 7-5 bắt pháo, sau đó là thúc binh 5, 7-5 bắt pháo. Nếu đen nhảy mã bắt mã thì có thể chơi sẽ 9-3, chín tấn ba để bảo vệ con mã giữa, sau đó thúc con chốt 5 tấn 1 còn thẳng vào trung lộ, có sự hỗ trợ của hai con xe phó đầu mã đội rất là hay, có sự hỗ trợ của hai con xe là nằm ở hàng chốt thì đỏ tấn công rất là mạnh. Chắc thua bét nhà. Chắc chắn là phải thua Trung Quốc rồi, Trung Quốc mạnh lắm. Đúng rồi, top 20 Trung Quốc, đừng nói top 20 Trung Quốc à. Dương Tiến Nhất đánh cái giải vô địch cá nhân Trung Quốc là thua những người từ ngoài top 100 nữa kìa. Ngoài top 100 thôi là họ đã đánh ghê gớm rồi, tại vì họ không thứ hạng, tại bên Trung Quốc nó đập đông quá cho nên là thứ hạng họ họ ship hòa Trung Quốc à. Cũng là chuyện bình thường thôi, họ nhân tài nhiều quá. Nhưng thứ nhất là vẫn thua một kỳ thủ nhỏ mà vô danh đó, đó là chuyện bình thường, dù là cờ tiêu chuẩn đó, tiêu chuẩn là điểm mạnh nhất của Dương Thứ Nhất đó. Dương Thứ Nhất là cờ tiêu chuẩn là mạnh nhất, nhanh chớp phải nói Trịnh Di Đồng cờ nhanh cờ chớp, ông đồng mà ông đánh sáng hồn. Chèo nhảy máu quỳ hả? Nhảy máu quỳ hay chăng?
7 tấn 500. Không chống mà không không bay mã thì buộc phải chống sĩ rồi. Không để pháo nó vật vào đầu hoặc là có thể thúc thúc binh năm qua bẻ gãy cái ngòi của con pháo này mới có thể, nếu mà coi vậy cũng được, nếu mà thúc binh năm thì đối thủ sẽ bình pháo vào chiếu, có 7 bình 5 nhảy mã lên thì ăn chút qua bảo vệ pháo luôn. Nước cờ bắt buộc gần như là phải bẻ mã 7 tấn 5 rồi các bạn. Chống sĩ thì pháo vẫn ăn vô. Ôi rồi anh nhất anh đi ra một phát nhất anh đi ra ngoài một phát, các bạn nó dần băng phát. Dạ đúng rồi anh Đạo, rồi 7 tháng 5 thôi, hai con pháo là đang dòm hai con chốt, phải bảo vệ một chút đầu thì mới được. Nếu mà họ chơi mã 7 tấn 6 bắt mã thì có thể chơi xe 9 tấn 3, đó là tạo thành một cái thế gọi là, đúng là tạo thành một thế tấn công trung lộ rất là mạnh. Bởi vì bên 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 đen trung lộ rất là mỏng, sau khi con mã đen mở được đường 8 đường 2 vẫn chưa triển khai nữa kìa. Lưu suy nghĩ khá lâu. Sử dụng 35 phút rồi mà. Mới đi có già chừng chừng mười mấy nước. Chưa khai cuộc xong nữa, thẻ đỏ chưa ra nữa. Nếu khai cuộc xong là phải tính là 6 quân chủ lực khởi động hết thì mới gọi là khai cuộc hoàn tất. Bởi vì sao khai cuộc nó kéo dài, nhiều nước nó kéo dài từ 10 nước cho tới 17, 18 nước, thậm chí cả 20 nước. Có nghĩa là nhiều lúc mình không điều xe ra là khai cuộc vẫn vẫn còn tính là chưa chưa tính là khai cuộc xong. Khai cuộc là phải mở toàn quân toàn bộ lực lực lượng. Nhiều lúc như có nhiều thì giá cờ của Trung Quốc họ đánh là thập bộ gì? Thập bộ vô xa. Câu ta nói là thập bộ vô xa, khi 10 nước đi nó gọi là thập bộ đó. 10 nước đi mà chưa xuất xe à, Trung Quốc nó có câu nho rất là hay là thập bộ vô xa, 10 nước đi là không xuất xe. Có nhiều nhiều cái đó, Trung Quốc nó đặt tên rất là hay, vì là mã 7 tấn 5 nước cờ là toàn chính xác. À, thế trận đó là hình như thế trận các kỳ vương của Trung Quốc cũng thường đánh, là tiên nhân chỉ lộ, sau đó là mở hết hai binh, sau đó là triển khai pháo mã lên hết hai xe không ra, chưa chưa ra chứ không ra, trong vòng 10 nước không xuất xe, nó gọi là thập bộ vô xa. Câu nói là nó là rất là hay, thập bộ vô xa. Cầm
cầm cầm đỏ tới trên lên đúng không, đen chắc quá mà. Đúng rồi, pháo bảo vệ mã, mã bảo vệ xe, xe lại bảo vệ con pháo được 8. Chỉ còn cái cánh phải giờ triển khai giờ chưa chưa đồng đều lắm thôi, giờ chỉ cần lên mã ra xe nữa là bên đen rất là mạnh. Tuy nhiên bên đỏ đang tập trung lực lượng tấn công trung lộ đây, nhận thấy là trung lộ của bên đen không sự bảo vệ, không trừ sự liên kết của sông mã, thì Tiểu Phí đang chuẩn bị lực lượng đang tấn công trung lộ đây. Nếu đen không nhảy mã bắt mã thì bên đỏ lập tức sẽ chơi binh 5 tấn 1 hoặc sẽ tại sẽ 9 tấn 3. Những nước cờ bên đen, bên đỏ có thể triển khai qua số que đã đề xuất pháo 5 phối 1 là chơi qua tầm pháo kìa. Số que đề xuất pháo 5 phối 1 và sau đó đóng trúng pháo, nếu mà phối 1 là chắc chắn là phải phải pháo 8 bình 5 rồi. Đó, chơi là nhận thấy nó thấy trung lộ khá mỏng mà. Trung lộ mỏng quá mà. Như vậy là nhảy mã quỳ lên là khả năng có thể là xin cung mã để bảo vệ, để khoa hóa giải cái nước cái thúc trúc 5 của bên đỏ đây. 2 tấn 4. Tuy nhiên điểm số là tiếp tục tăng cho Tiểu Phí rồi. Sang Vũ đạt năng quá, khả năng sẽ có khả năng sẽ có thể mời Vũ Quốc Đạt đánh giáp cấp đây. Tuy nhiên em thấy Vũ Quốc Đạt đi đánh cái giải quốc tế SEA Games vừa rồi hình như mất ngủ hay sao, đánh là thua Ngô Tôn Hàng, có vẻ như là tâm lý chưa được vững. Nhưng mà Đạt Đạt nếu theo đánh giá chắc 1 hay 2 năm nữa Đạt sẽ chơi rất là hay á. Nếu mà tâm lý giờ sau khi vô địch tâm lý vững vàng, chịu khó luyện tập nữa là Đạt rất là hay. Đạt còn rất khá trẻ, như Đạt sinh năm 97 rồi phải. Sinh đi mà 7 tấn 6 hả? Rồi ok, cảm ơn bạn. Mã 7 tấn 6 đúng không? À, trả nước này lại đúng không? Mã 7 tấn 6 đây. Đó, đúng như mà dự đoán thấy không? Sẽ 9 tấn 3 nè bạn. Đó. Tạo thành thí dụ mã ăn xuống mà không ăn xuống thì chốt người ta tấn một thì cũng buộc phải ăn thôi, đã nước gì nhảy mã này là nhìn như bắt buộc rồi đó. Ăn xuống thì con xe ăn vô thì tạo thành một cái thế là tấn công trung lộ rất là mạnh này. Đó. Đó hồi nãy mà chưa lên mã là bên đỏ đã đề xuất nước cờ pháo 5 tối 1 đây nè, đó vẫn còn đề xuất kìa. Pháo 5 tối 1 đang chơi qua tâm pháo, qua tâm pháo là tấn công 2 3 con pháo ở trung lộ luôn, rất là mạnh. Bởi vì bên đen có 2 con pháo có thể là đóng vô trung tâm chiếu tướng bất cứ lúc nào, cho nên là bên đỏ muốn đối phó là chuyện đó là trung lộ phải thật mạnh. Đó bây giờ bên đỏ vẫn đề xuất nước pháo 5 tối 1, nước sau có thể chơi pháo 8 bình 5 nếu bên đen xuất xe. Dạ đạt 96 anh, dạ, em không không trước giờ cứ tưởng đạt 97 không à. À 97 anh có luôn 95 à. Ba ba kỳ thủ này đang cái độ tuổi phải nói là rất là mạnh, nhưng mà tiếng thì nổi tiếng trước à. Tiếng hồi còn trẻ đánh rất là tốt. Tuy nhiên có lẽ là cờ tiêu chuẩn thì tiếng vẫn có gì đó là không không. Hay là chơi cờ chớp biết là không 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 tính những nước cờ như cược xuất xe hả? Ồ, sao lại cược xuất xe chỗ này? Rồi hết rồi, mất hết luôn 300 400 điểm rồi. À, xuất xe thấy không hay rồi, mất hết 300 400 điểm luôn rồi. Chết cô luôn rồi, chết cô luôn rồi. Chết cô lưu rồi à, anh Nhất anh chơi rất là chuẩn đây, giờ hình cờ của bên đen khá là chắc. Song pháo kỵ hà hai con mã cũng rất là đẹp, chưa đến nỗi là bị nghẹt lắm.
Thế trận cân bằng. Dạ quan bố 94 em biết, quan bố 94 Lễ Lý Huynh 90. Anh Bảo thì 78. Chào bạn Đỗ Long nha. 45 phút là vừa, 4 phút. Các bạn cũng thấy là một tiếng hồ. Ngày xưa đó nha, ngày xưa đó mình nói cho các bạn biết, ngày xưa mà không có tích lũy đồng hồ, không có tích lũy đó là quýnh một ván cờ mỗi bên 3 tiếng đồng hồ đó. Hết giờ thì thua. Không có tích lũy đó, quýnh một ván cờ 6 tiếng đồng hồ đó các bạn, chứ giỡn đâu. Ngày xưa giờ thì tích lũy thì có vẻ như rất là nhanh hơn một chút xíu thôi, nhưng mà nếu mà quýnh chuẩn xác mà kéo dài thì cũng khoảng 5-6 tiếng là chuyện bình thường đó. Ghê lắm á, chứ không phải là chứ là ngày xưa mỗi bên 6 tiếng, mỗi bên 3 tiếng quýnh hết một bàn cờ chắc 6 tiếng hồ. Chứ ngày xưa là có bác Trần Đình Thủy, Võ Hồng Châu quýnh một ván cờ ấy, nói là khủng khiếp luôn á. Rồi, sĩ 6 tấn 5 chắc chắn rồi. Rồi, chuẩn bị đang có thể là chém con pháo này, chém pháo đường đường 7 cũng rất là mạnh. Nếu không là con pháo 7. Cờ rất là chắc đây. Nhất sau khi khởi mã ra xe thì đã hoàn tất khai cuộc và thấy trận rất là chắc chắn. Có song pháo rất mạnh. Vị trí yếu nhất có nghĩa là quải giáp mã này, con mã đường 4 thôi. Xe 4 tấn, xe 2 tấn 4 tấn 2. À, rồi chào Hồ Cường nhé, chào bạn Hồ Cường. 7 tấn 6 lép không? Lép lép xẹp. Bây giờ mà 7 tấn 6 được rồi đó. Bạn lưu ý là xe đỏ đường 8 của phía Minh Cường không có căng, không có căng cũng là một cái điểm yếu. Dẫu nhất là đứt tấn xe lên, có thể bình qua lộ 4, bình qua lộ 4 để tấn xuống đè con mã, đè con mã đỏ, tấn xe lên tạm thời để tạm thời khống chế không cho con pháo nó xuống. Bây giờ thì trung lộ của bên đen đã được phòng thủ rất chắc, là bạn nhìn thấy không, rất là chắc. Nếu chơi qua tầm pháo hồi nãy thì tấn công của bên tiểu phí rất là mạnh, mạnh ở trung lộ. Giờ xe 8 tấn 3 hả? Xe 8 tấn 3 sau đó rồi ăn con mã lên con pháo, tạo thành cái cặp xe văng, cặp xe liên kết với nhau, có thể đổi pháo bất cứ lúc nào.
Mình xuống mình chỉnh cái cam lại cho nó ngay, nhìn xéo xéo khó chịu quá. Đây mình chỉnh bàn cờ lại ngay rồi đúng không, chỉnh, nhìn nó đẹp đẹp chút xíu, xéo xéo nhìn khó chịu quá. À, chào bạn Khánh Phạm hả? Sức khỏe này của lại Lý Huynh đó bạn. À, hình như cái này là 10 12 U hay sao, còn nữa, còn nhiều sức khỏe mạnh chứ, thì chỉ xài 12 U thôi. À, sức khỏe này của đôi bên điện thoại, bên điện thoại mình vẫn xài bên máy tính được nha, bên điện thoại nên là mình mua của lại Lý Huynh đó. Như vậy là tiểu phí đã bay tượng rồi, bay tượng là có thể trả mã về đường 3. Trả mã dừng đường 3 sau đó tấn lên hả? Nhưng mà khi mà trả mã về đường ăn con pháo trước hả? Trả dừng ba pháo đen con tấn xuống bắt rất khó chịu đúng không? Nhịp sung ta áo như vậy là âm điểm cho tiểu phí hả? Nãy là dương 400 điểm rồi, giờ là âm âm 123 điểm rồi. Đúng rồi, bà nói cuộc Cường Cường với anh Nhất Binh, Cường huynh là Cường đọt chắc chắn hạng nhì rồi.
À, còn giờ anh Bảo, nếu anh Bảo thắng thì anh Bảo sẽ tranh chấp vị trí thứ nhì chứ, tại vì hệ số của Đạt là nhiều quá cao, nếu anh Bảo thắng Đạt thì hệ số nó rất là cao, sợ vượt qua phía Mạnh Cường đấy, nhưng mà cũng chưa tính được, tại vì do máy nó bốc thăm nó tính thôi hệ số đối thủ, tại vì hiện giờ là Đạt hệ số nó quá cao rồi, nếu mà thắng Đạt thì hệ số đó là thuộc về anh Bảo, cho nên là khả năng vượt qua phía Minh Cường vẫn là có khả năng rất cao, lúc đó là Cường thắng thì Cường đạt huy chương đồng, thằng Tư vẫn có được huy chương đồng các bạn, thằng Tư vẫn được huy chương đồng thì cũng nằm trong top gọi vào đội tuyển nhất nhì ba tư. Nếu pháo pháo tấn xuống mã nhảy lên được à, mã nhảy lên không được, mã một không tấn ba được, nhưng các bạn tấn ba được là pháo pháo 8-7 là chết xe. Bây giờ nếu đang chơi nè đó, đang tấn pháo xuống đúng không, mà sơi nhảy về đây thì nó bị ngạt này, nếu mà nhảy lên đây là dính chấu rồi, cháu có 8-7 đen chết xe đúng không ạ, à 3-7 lên nữa hả, nó bị kẹt luôn hả, à, còn 3-7 lên nữa nè, ăn con này bị kẹt khá nhiều luôn, 3-7 tiếp bắt bắt tiếp con mã giữa nữa nè, rồi ăn cho qua bắt chết con mã này nữa nè, à, âm điểm khá là khá nhiều đó, không thể nhảy lên đường ba nếu mà tấn pháo nhảy lên ba mất quân, dễ mất quân quá, có 8-7 là con làm ngồi cho con pháo đen xe ăn xuống thì chọn pháo xuất bí. Điểm số 60 mấy điểm thì cũng chưa có nói lên điều gì, tuy nhiên 400 điểm hồi nãy của Tiểu Phí mới được, mới đáng nói. Phí đã trượt mấy ván cờ dưới anh Tấn Thiện Tăng hơn hơn 1.000 điểm rồi. Ngày hôm qua tưởng trượt luôn trận của Hà Văn Tiến rồi chứ. Rốt cuộc sao cũng giành được chiến thắng. Dạ, hình này Chu Lưu vẫn còn nắm được tiền thủ. Nói chung là cân bằng là mất tiền thôi anh. Chỉ có mất tiền thôi chứ chưa có lép. Nếu tiền thủ là phải dương 80 điểm trở lên, 80 điểm tới 100 điểm là đang nắm nước tiên, đang được được một nước tiên. Cứ 100 điểm là một nước tiên đó, tính ra đa số như vậy đó. Nhịp dừng ta áo. Sau một thời gian vắng bóng khá lâu thì Võ Minh Nhất vừa quay lại, phải nói là với một phong độ rất cao, chỉ thua mỗi ván Vũ Quốc Đạt thôi, Vũ Quốc Đạt phong độ quá quá khủng khiếp mà. Giải đấu này vừa rồi Võ Đô Đầu đã chém gục lại Lý Huynh luôn, gớm thiệt. Tuy nhiên nước này Nhất chưa đi nhưng mà rồi cảm ơn bạn Thanh Phạm nha, cảm ơn bạn rất là nhiều, chung mình cũng ít làm mà cũng ít like hơn là bên bên Thanh Long, mà Thanh Long họ làm nhiều hơn, giải nào họ cũng làm, kinh tế mạnh và tài chính cũng mạnh là điểm mạnh, cho nên giải nào họ cũng đi. Nói chung giải này cũng nhờ các mạnh thường quân nào họ
hỗ trợ cho nên là mới đủ kinh phí đi đấy. Quay một cái giải rất tốn kém các bạn không phải mình nói, nhưng mà có điều là mình các bạn thông cảm thì cái tại sao các kênh sau này, các kênh nhỏ sau này ít ít đi live stream là vậy, tại vì rất là nhiều tốn kém, cho nên là phải có người tài trợ hay là một cái đơn vị nào đó thì mới 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 đủ khả năng làm. Chứ một cái giờ các bạn biết mà live stream như vậy á, thì mỗi buổi live stream vậy là chỉ có vài ngàn người xem thì có được một một hai đô vậy thôi, tính ra tiền tiền YouTube đó, cũng rất là ít. Cảm ơn bạn những việc chứ. Mình lúc nào cũng vậy, mỗi lần lên livestream này thích cười thôi, cười cho nó vui vẻ trẻ trung hơn, thích giao lưu với các người yêu cờ, rất hâm mộ. Rất có rất nhiều kênh các bạn, rất nhiều kênh cờ tướng họ làm họ, hôm đó mình nói thật lòng là cái gì không biết, họ cũng hay thường hỏi mình cũng vẫn trả lời bình thường, vẫn không có giấu giếm một cái gì hết. Tính mình là như vậy, thích giao lưu với bạn bè anh em, nhưng mà lúc không có đủ điều kiện để đi á, điều kiện để đi á thì không đi được, cho nên là thích đi tới đi lui là giao lưu, dù làm cờ rất là vui, giao lưu được bạn bè thì rất là vui, tính mình là vậy. Vậy là anh Võ Đô Đầu vẫn chưa đưa ra quyết định của mình. Nếu như quý thầy bảo thắng là trận đấu này và hòa thì anh Võ nhất khả năng là hòa rất cao, tại vì đạt được tiêu chuẩn khả năng sẽ lấy được một tấm bạc, một tấm đồng, thì anh nhất chắc chắn, gần như chắc chắn sẽ hòa trận đấu này. Đang đánh mà cũng dòm ngó bên kia, nhưng mà muốn thắng Vũ Quốc Đạt thì cũng hơi khó, tại vì Vũ Quốc Đạt rất là quyết tâm để chặn 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 đường tiến của anh Bảo, mặc dù là đạt vô địch rồi với lợi thế cầm tiên nữa, thì Vũ Quốc Đạt cũng cho cầm cự để cho đồng đội của mình khả năng bước lên để giành lấy những tấm huy chương còn lại. Chào cô Dương nha. Rồi, cảm ơn bạn Khánh Phạm rất là nhiều. Nói chung là phải có trong Nam này, tổ chức một cái giải trong Nam thì khả năng mình đi được, chứ qua rất xa quá, kinh phí nó rất là nhiều. Bạn like mạnh đi các bạn, ai chưa like like nha, ai chưa đăng ký giúp mình nha. Đăng ký có thể là chiều nay làm giải cực chớp thì sẽ có nó sẽ hiển thị lên cho các bạn biết để vào ủng hộ kênh. Được rồi, chính xác pháo 7 tấn 3 giờ không thể bay mã lên nha các bạn. Bay mã lên là dính chấu đấy, mất quân đấy. Bay mã lên là buộc phải bay lên đường bạ đường hai luôn rồi. Bay lên đường hai thì con mã đen nó chồm lên rồi. Khó khăn đấy, mất quân như chơi. Nhịp dùng tà áo như canh đàn. Trận này chắc khó cho Tiểu Phí rồi, với ưu thế hơn 400 điểm mà giờ Tiểu Phí không không phát huy được, thì giờ muốn khoan thủng hệ thống phòng thủ của Võ Đô Đầu chắc cũng hơi khó đây.
Đúng anh Đạo, cũng có sự ủng hộ của anh Đạo Sa, các mạnh thường quân như anh Đức Tư Châu, anh Thắng đầu thì mới có, phải nó mới có một chút kinh phí để mới để đi xa được. Cảm ơn bạn Võ Văn Tân nha, bạn nói cũng đúng đúng. Nói chung là mình cứ làm theo cái sở thích và cái sở trường của mình thôi, ai làm sao thì cũng được hết đó. Nói chung mình làm theo cái yêu thích của mình. Thối mã về mã ba, mã một thối ba thì mình đang phải thối 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 pháo về, sợ ngăn ngừa đối thủ có thể thúc binh năm tấn công trung lộ bất cứ lúc nào. Sư ta có chứ, Quỳnh với anh Bảo gần như đã bị đặt cách rồi. Bạn bạn Lê Quỳnh à, Quỳnh với anh Nguyễn Thành Bảo gần như đặt cách rồi. Quỳnh là không thể thoát, là không thể mà xảy ra được. Bây giờ đánh chỉ lấy giành huy chương cho đơn vị của mình thôi. Những người chưa có được gọi vào đội tuyển là tranh giành, như anh Võ Nhất cũng có một không không còn là huấn luyện trưởng, cho nên là buộc là phải đánh để giành vé vào chơi vào đội tuyển quốc gia, trong khi Tiểu Phí là chưa lần nào được được nắm huy chương ở nội dung cờ tiêu chuẩn, giờ chỉ có giờ giờ đội tuyển quốc gia nữa chứ, đó cũng là vinh dự rất lớn. Dạ đúng rồi, đâu xa. Chào Hoàng Hải Trang nha. Mười ba phút cho Tiểu Phí và 31 phút cho Võ Đu Đầu.
có 1-2-3 cờ tiêu chuẩn, lấy hạng 4 nữa, hạng 4 nữa, huy chương đồng. Người nào đọc huy chương đồng là lấy. Rồi sau này lấy thêm cờ nhanh, cờ chớp nữa. Ngày xưa chỉ có lấy ba người thôi. Ngày xưa chỉ lấy như thế này là nhất nhì ba thôi, cờ tiêu chuẩn thôi. A1 nhất nhì ba đối thủ mạnh và nhất nhì ba giải A2 đó, 9 người. Xong rồi muốn đánh cái giải quốc tế thì phải đánh tuyển chọn. Ngày xưa là đánh như vậy không? Ngày trước á là cờ tiêu chuẩn không, mà không có liên quan gì tới cờ nhánh cờ chớp đó. Bây giờ hình như có cờ chớp nữa, hình như có cờ chớp, có cờ, cờ nhanh nữa. Vì ăn thua bên 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 liên đoàn họ tuyển chọn như thế nào, quy định như thế nào tuyển chọn để đưa các kỳ thủ vào đội tuyển quốc gia tập huấn, huấn đánh giải quốc tế nữa. Nói chung 2 năm vừa rồi cái giải quốc tế rất nhiều, hai cái giải SEA Games, một cái giải hai giải SEA Games rồi hai giải thế giới rồi giải giải ASEAN nữa, 7-8 giải liên tiếp. Tại vì nó bị dồn, ví dụ Covid nó dồn qua 2003, chứ đúng là giải thế giới nó 2003 đúng không? 2002, 2003, 2022, 2023, đúng ra là 20, 21, 23, đúng là trẻ thế giới là 21, 23, 2 năm một lần. Nhưng mà Covid nhiều quá thì dời cái giải thế giới thành năm 22, rồi cái này năm 23 phải đánh tiếp cái giải năm 23 rồi, lần thứ 18. Nhịp dùng ta mô bên đó chạy quá nhanh ha, cô lu suy nghĩ nhiều quá. Giờ thu tới 20 phút rồi nè. Đúng rồi, anh đây đâu sao đánh giá khá chính xác. Hình này thấy khó chứ, vỗ đầu à, vỗ đầu chắc quá. Hình này, hình cờ này vỗ đầu chắc à. Khó lũng. Hồi nãy có cơ hội, mỗi cơ hội là thối năm về đúng không? Đúng rồi, nó chính xác là đánh EQ thì không thể bằng software nó tính được rồi. Nếu tỉnh táo thì Tiểu Phí nhận thấy trung lộ của Bình Đen trống trải thì thối pháo năm về, sau đó chơi qua tâm pháo thối 8-5, chúng nó tấn công, phải nó tấn công rực lửa luôn đó, cứ thúc Bình Năm đánh, Bình Năm tiến mãi luôn. Dạ, cô luôn tấn xe lên rồi. Xe chuẩn bị thối pháo đây là tạo thành một cái cặp sông xa chấn giữ hàng chốt. Thối mã hoặc có thể là bay mã lên. Rất nhanh, pháo thối 1 rồi phải thối 2 này. Rất cân bằng luôn, không có gì mà cân bằng. Rồi, 2 tiếng rồi, để mình lấy đồ sạc xuống dưới sạc bớt hết pin cái chết rồi. Các bạn chờ mình xíu nha.
Rồi, hello cả nhà, mình trở lại đây. Đúng rồi, bạn Lee Win à. Nói chung là giải này cô Lưu đánh hay. Dạ đúng rồi, cô Lưu có lối chơi tấn công rất là hay anh Đảo Sa. Nhưng mà hình cờ bây giờ là có hình cờ bây giờ có nhưng đã xe tấn một hả ta, xe tấn một không cho chốt qua đấu xe, đấu xe buộc phải đấu rồi. Ô nhất đi nước nào ta? À bình pháo đấu à, bình pháo đấu à, lùi thôi mà về. Ồ thôi mà về mất tượng hả ta. À ăn mã lên giữ tượng. Đợi âm 1.000 mấy rồi. Ôi, chắc chết cu lù rồi. Chết cu lù rồi, âm 1.000 mấy rồi. Chỗ này đi nước nào mà cu lù đi nhanh thế. Ai muốn ăn rồi. Ồ, thuốc chốt qua âm 1.000 mấy luôn hả? Chết quân ơi, có chết quân chỗ nào mà âm 1.000 mấy vậy ta? Thúc đây bắt mã, con mã lui về mất tượng. Cần quá rồi. Thúc chốt bình vô, dọ sát. Tiếp tục bắt mã. Mã đỏ không có đường đi thì thúc chốt. Thúc chốt chạy vô cản. Thúc cháu chạy vô cản mã, chạy vô không cho mã về. Cần quá hay ta. Chết rồi, chết em tôi rồi. Chỗ đây là 1.000 mấy rồi. Toàn rồi, toàn rồi. Thôi mở về. Chút 7 tấn 1. Mà 3 tấn 5. Mất tượng. Ghê quá, ghê quá. Thua rồi, chỗ này thua rồi. Nhịp dung ta áo. Hết rồi, cụ lưu ơi. U400 mà không đánh được thì giờ đây là dễ toan rồi. Bay mã xuống. Xuống sao bắt quân. Bay mã xuống rồi. Có 8 bình 9. Pháo bình đâu? Pháo bình đây. Đây con mã chạy được đâu. Nếu bình vô đây sao á? Ăn con tượng lên. Ồ. Bình vô đây. Bình vô đây là tượng ăn lên không được. Ăn lên pháo cắm xuống đáy là cục. Rất nhiều thời gian cho võ đối đầu, trong khi tiểu phí còn có 6 phút thôi. Này chắc tiểu phí dễ toàn quá.
Vũ Quốc Đạt hay Danh Tiếng, ai có lợi nhìn cái bàn này xem kết quả của bàn này như thế nào, đồng đội mình có thể đương lên không. Tại vì Nguyễn Anh Bảo anh đang chiến đấu với Vũ Quốc Đạt. Okay, Hà Văn Tiến cũng dòm ngó này, nếu Tiểu Phí mà thua thì Tiến ở dưới có thể thắng thì bứt phá lên 6 điểm rưỡi vượt qua Phí Minh Cường rồi đó. Trận đấu cũng rất hấp dẫn này, ảnh hưởng tới các bàn đấu ở phía sau nữa đây. Toàn rồi hả? Cái điểm là tấm chấm cho bên 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 cái bên phía dưới bên màu đỏ anh, bên phía dưới là bên màu đỏ rồi. À, hiện tại là Cường đang bị âm tới 1.300 điểm. À, bây giờ nếu em đổi bên thì cái hình nó sẽ như thế này. À, thì ra thành ra nó là dương. Thí dụ em đi một nước, đi nước cho nó chấm điểm này. Đó thì nó là dương, dương cho bên đen có nghĩa là bên đỏ âm, là nó tính cho cái bàn cờ ở gần á, gần gần nó nhất á, còn bên bàn cờ ở xa là nó sẽ bị âm điểm đấy. Đó, hiện tại là Kulu đang bị âm 1.300 điểm. Đường về hôm nay vẫn tay buồn, nước mắt long lanh mây nước giăng sầu đông. Người về ăn chốt luôn kìa, vậy ông ấy quyết định ăn chốt luôn, lời hai chốt là xong đúng không? Ồ, còn có 600 mấy thôi, lời được hai chốt thì võ đồ đầu lập tức chém ngay. Nhưng mà quýnh tới đây cũng đơn nhẹ nhẹ nha, nước bình pháo vòng 7, à, bài mã bắt chốt. Chốt qua sông chút 9 tấn 1 đó, giờ có cơ hội bay mã lên rồi. Bảy trăm năm mươi tám điểm đang âm điểm cho Tiểu Phí. Lùi chuyển, lùi chuyển sang địa chánh. Chào đêm. À, cái chồng bên đen quá vững chắc, bắt chốt là xong. Bình phó ra biên, vậy là thời gian gấp rút lắm rồi, Tiểu Phí phải đánh nhanh một chút rồi.
Tới đây chính thức bên đen đã phản tiên. Giờ chuẩn bị chuyển tàn đây, các thủ phải tranh thủ lụm chốt chuyển tàn. Nhịp xung ta. Rồi, dưới con nào đi con đó. Mà 7 tấn 6. À, chào Long Bùi nhé. Tiếng chia tay qua lắm về này về tay mùa rơi mây tím sâu sầu đây. Thì cho lòng tê tái. Ăn chốt bài mã bắt chút đầu nữa đây, bắt chút đầu lên ăn tưởng quá trời, ăn tưởng đã đang dò sát hay đang dò cục ghê quá, gần cả ngàn điểm rồi, chắc chết cô luôn trong này quá. Chứ hôm nay không được rồi, để âm 1.000 điểm là nhất đánh gục luôn hả, nhất cũng đã là một kỳ dương rồi các bạn, võ đầu đầu ở võ nhất cũng là một kỳ dương rồi, đang dò sát cục các bạn. Nếu mà về tượng thì bay tượng lên thì mã lại lui về bắt tiếp, tượng về đá thì xuất chút đầu đưa con mã về chỉ thông thoáng, chỗ này chắc khó xảy với anh võ với mình nhất rồi. Chi tên tưởng 7 tháng 5 chiếu tướng bí rồi. Ôi giời, lên tượng bí ở bạn chiếu tướng bộ ăn về quan mã chiếu tướng. Ôi rồi là lù ơi, có vẻ đuối sức rồi, sẽ bình cục luôn, chết rồi cô lù ơi, một nút sát cục rồi, quá đơn giản. Nhưng mà hình đó cũng lép quá trời rồi. Rồi như vậy là tiểu phí đã dở mộng rồi các bạn ơi, rất tiếc cho phí mạnh cường. Một ván cờ phải nói là rất hay, như vậy là Nguyễn Thành Bảo chỉ cần hòa thì khả năng có huy chương rất cao, như võ Minh Nhất chắc chắn đã có huy chương bạc rồi, đã có huy chương rồi võ Minh Nhất rồi. Các bạn đã đang chuyển sang cái ván cờ của đây, ván cờ của Nguyễn Thành Bảo và Vũ Đạt.
Rồi các bạn đang xem trận đấu giữa anh Nguyễn Thành Bảo và Vũ Quốc Đạt tại vòng cuối. Anh Nhất là như vô địch năm 2010 mà. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nha, để mình xuống mình chỉnh cam lại. Rồi, các bạn đang xem trận đấu giữa anh em mình sửa tên lại. Rồi, Vũ Quốc Đạt, Nguyễn Thành Bảo. Rồi, chào bạn đối cuộc nha, chào Long Bùi. À, cô Lưu, chỗ đó ưu thế mà quýnh không được thì thua. Và đây là trận đấu giữa Vũ Quốc Đạt và Nguyễn Thành Bảo. Để mình sửa cái software lại. Rồi, mình thông báo cái các trận đấu có tỷ số như sau. Nguyễn Thành Bảo và Vũ Quốc Đạt, các bạn đang xem. Phí Minh Cường thua Võ Minh Nhất. Đào Văn Trọng và Đào Quốc Hưng đang đánh nhau ở bàn số 3. Nguyễn Minh Nhật Quang đã có chiến thắng trước Phan Nguyễn Công Minh, Lại Lý Huynh và Nguyễn Anh Mẫn. Hà Giang Tiến và Đinh Tú cũng đang đánh. Nguyễn Phúc Lợi đã thua Bùi Thanh Tùng, Trần Á Sáng và Nguyễn Minh Hậu, Trần Quỳnh Si La và Diệp Khải Quyên, Nguyễn Mạnh Hải và Tôn Thất Nhật Tân đang đánh. Đặng Cửu Tùng Lân có chiến thắng trước Nguyễn Minh Hưng, Trần Chánh Tâm và Nguyễn Văn Bon, Võ Văn Hoàng Tùng và Đoàn Đức Hiển, Nguyễn Anh Quân và Trương Đình Vũ,
Văn Long Vũ Trụ thua Vũ Hữu Cường, Đinh Hữu Pháp hòa Vũ Khánh Hoàng, Nguyễn Khánh Ngọc hòa Dương Hồ Bảo Duy, Vũ Hồng Sơn hòa Phan Thanh Giảng, Trần Hữu Bình hòa Đặng Hữu Trang, Nguyễn Quang Nhật hòa Chu Tấn Hải, Trần Khoa Trụ thua Dương Đình Chung, Nguyễn Anh Đức hòa Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Nguyễn Thăng Long hòa Lê Phan Trọng Tính, Đào Cao Khoa hòa Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Hoàng Tuấn hòa Trần Thanh Tân và Hà Trung Tính hòa Nguyễn Nhân Tới. Đó là những ván đấu đã diễn ra rồi. Hiện nay còn 3 bàn. 3 bàn đang tranh chấp là bàn Nguyễn Thành Bảo các bạn đang xem. Đào Văn Trọng và Đào Quốc Hưng mỗi người 5 điểm rưỡi cũng đang chiến đấu để tranh giành huy chương khi biết phía Minh Cường đã thua. Hà Văn Tiến và Đinh Tú cũng đang đánh nhau rất là quyết liệt, 5 điểm để tranh giành vị trí cao đây. Rồi, đó là những kết quả của các bạn đã có kết quả rồi. Các bạn chờ mình chút xíu, mình sửa cái software lại. Chiều nay đánh cờ chớp nha các bạn. Chiều nay cờ chớp 9 ván, sáng mai đánh 3 ván nội dung cờ nhanh. Phó đầu tường, tường 7, xe 9, xe 3, thì xe 8, mã mã chúc biên, chúc biên xe đen ở trên, xe đen anh Bảo bị gãy, anh Bảo còn tượng, tượng bị gãy tượng chứ. Rồi, đúng hình này đúng không? Đường về đêm nơi vương thân, khó thắng quá. Hai xe pháo mã đánh với hai xe hai mã, một chốt đối đầu. Hình coi thấy căng dữ vậy ta. Hiện tại là ai đi ta? Bây giờ Vũ Quốc Đạt đi. Rất cân bằng luôn các bạn. Không có ai hơn ai điểm số nào. Rất khó thắng đây. Rồi, tới Vũ Quốc Đạt đi, đang bắt pháo đỏ. Không biết là con pháo đỏ này chạy đâu, thối về như thế nào. Bình 5, thối 2, thối bắt tiếp, xong rồi bình 5 bắt. Rất là cân bằng luôn, điểm số không ai hơn ai được điểm nào. 7 điểm rưỡi đánh với 6 điểm. Là phải đánh xuống đúng không ạ? Điểm cao quá mà. Mai đánh cờ nhanh nha các bạn. Chiều nay 15 giờ đánh cờ chớp, 9 ván cờ chớp. Mai bắt đầu đánh 1, 2, 3 nhanh. Chiều 4, 5, 6 giờ ngày 21 thì 7, 8, 9 là kết thúc giải đấu. Chưa ngày 21 thì kết thúc giải đấu rồi. 11 giờ trưa ngày 21 sẽ phát giải, phát giải cho các kỳ thủ. Nữ chắc dự Nguyễn Hoàng Yến vô địch rồi chắc. Xe pháo mã đánh xe hai mã, pháo thôi hai thì xe tấn lên.
xe Tấn lên bắt lại pháo Tấn 2, lại pháo Tấn 2 nữa. Tinh tinh không khéo thì con mã đỏ ở đường 7 dễ bị bắt lắm, tại vì con pháo đỏ bắt ngang mà bắt dọc mà con pháo đỏ chạy là con mã đỏ bị chết đấy các bạn. Bây giờ thối hai thì sao ta? Thối hai thì xe Tấn 2 à, mà Tấn pháo lên nữa thì xe Bình 5 bắt pháo chạy ra chết mã. À, thí dụ như vậy đúng không? Ủa nhưng mà sao hệ số của software nó không có báo. Nếu mà chết quân thì nó sẽ báo. À, tấn xe giữ ha. À, đi chỗ này là thua nè. Đó chỗ này hệ số tăng lên là Bình à, Bình đây bắt sát cục lại đang dọn cục và một cái chống sĩ chết mã. Quá ghê gớm. Buộc phải lên pháo giữ rồi. Sau đó pháo giữ sau đó xuất tướng hả? Xuất tướng là chưa làm được gì mà. Anh này rất khó thắng rồi, anh bảo khó thắng rồi. Anh này khó thắng như thế. Có một chút biên mới được. Có một con chốt thì mới nói được. Chắc này chắc kéo dài đây. Thói 2 đây không có đường nào khác, đâu có thói 1 được đâu. Hết nội chung, hết dáng cờ này à, là sẽ kết thúc nội dung cờ tiêu chuẩn. Chiều nay 15 giờ sẽ đến nội dung cờ chớp từ dáng 1 tới dáng 9. Và ngày sáng ngày mai sẽ đến 1-2-3 nội dung cờ nhanh, chiều đến 4-5-6 và ngày 21 sẽ đến 7-8-9 là kết thúc giải đấu. Mỗi một nội dung đánh 9 vòng dành huy chương cho các đoàn nhất nhì ba tư luôn á, đồng hạng ba. Bây giờ Minh Nhất đánh hay quá các bạn, Minh Nhất đang giữ phong độ rất là tốt, chắc anh sẽ có một sức trong đội tuyển rồi. Dạ đúng rồi anh à. Đúng rồi anh Châu à. Châu nhất rất đa tài. Đấu xe lập tức phai mã xuống rất là nhanh luôn các bạn. Rồi nước này coi chừng bị lép điểm đây nha. Nước đấu xe này bay mã xuống đang dò chiếu đây. Ây da, phế luôn hả? À bắt lại con mã kia hả? Ồ không khéo là thua Vinh Bảo đấy, nhưng giỡn đâu nha các bạn. Phế luôn à, tướng xe bắt lại con mã kia.
mã kia, xe tôi quỳnh qua tiếp tục bắt mã, giữ con pháo đỏ lại nhưng mà thiếu một phế xe thì phải giữ xe mã xe pháo đánh với hai xe thì hy vọng hòa, chứ giữ con mã lại xe mã xe, hai xe mà đánh với xe mã là khả năng thua đó. Nhưng mà con pháo nó thủ hay hơn con mã cờ tàn, chỉ cần pháo chốt là thủ một xe rồi, pháo tốc sĩ tung bền là thủ một xe rồi, cho nên là nếu mà muốn thủ hòa dáng này á, là phải giữ con pháo lại. Nếu phế xe chỗ này đỏ tấn xe bắt pháo bắt mã thì bên đen sẽ có nước xe 5 bình 4 tiếp tục bắt pháo thì giữ con pháo nó lại mới được, bỏ con mã giữ con pháo thì mới tìm cách tấn hòa được, chứ để con pháo là để mất pháo là con mã thủ không bằng con pháo. Đảm bảo đi rất nhanh, các bạn có thấy vừa thấy nó thủ tấn xe đấu thì đã tính trước rồi, bức bay mã đang dò chiếu rất là nhanh luôn. Một Việt Nam đánh được xe pháo là hòa, xe mã hơi khó một tí. Đúng rồi, bà nói cuộc cái đó là căn bản là xe pháo giữ là xe pháo. Nếu muốn đào đánh hòa chắc chắn là Đạt vẫn biết điều đó, có thể là khả năng là sẽ bỏ luôn con mã, hai xe đánh xe pháo, có dù có chốt biên và chốt biên mà phải không để đấu xe nha, chốt biên mà để đấu xe cũng khá dễ hòa. Nhịp xung tắc đừng có để gãy tượng gãy sĩ rồi. Bốn con là hai tượng hai sĩ mà để gãy một con là nguy hiểm liền, hai xe nó quận đánh rất khó chịu. Rồi, có một sai lầm gì ở đây đây. Ô, vẫn không có 60 mấy điểm mà. À, như là Square đánh giá khả năng thủ hòa rất cao đây. Phế xe vẫn thủ hòa đó. À, nước cờ của Square đề xuất là phế xe. À, xe ăn vô, tấn xe bắt mã. Đây thì mình đi thử coi. Chứ giờ hiện tại đang bắt quân nè. À, bài mã bắt hai xe hả? Ô. Ồ, xe mã chốt, đánh xe mã. Xe mã chốt đánh nổi không? Ồ, hay ha. Nước cờ phải xe hay đấy. Chắc Đạt cũng tính được điều này, nhưng mà Đạt vẫn đang còn suy nghĩ. Mây tím sáng sầu đỏ đây. Hình này cũng khó thắng các bạn, cái này phải có một chút biên thì mới thắng được, ưu thế thôi chứ muốn khó thắng ra khó đây. Nước phế xe này hay quá ha. Ngoài tính nước 5 nước rồi mà, tính còn 10 nước đó chứ. Nhưng mà cái độ chính xác ở những nước sau thì không 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 có chính xác được đâu. Nhưng chẳng hạn như ở đây bây giờ, nếu như bên đỏ, mình tập cách tính để các bạn có thể là tính đây. À, ví dụ bên đỏ tính nè, mình bỏ square ra thì tính là ở xe 3 bình 5, ăn con mã. Tới đây là buộc bên đen phải ăn rồi, đó là một nước. À, sau đó là nước bay mã bắt xe,
À, chính xác là hai nước nó chẳng hạn, rồi tính nước ăn của bả ăn con pháo, rồi tính thêm cái nước ra là làm sao bảo vệ con chốt biên đó là chẳng hạn. Nhưng mà các thì cờ tiêu chuẩn là các thủ tư khả năng tính được 10 nước, nhưng mà năm nước đầu thì chính xác, bạn nó cũng có lý lắm, nhưng mà năm nước sau và nó có nhiều nhiều cái biến, cho nên là khả năng tính mình đó là tính khoảng 10 nước, nhưng mà năm nước đầu phải chỉnh đấy. Chẳng hạn như ăn xe ăn mã là ra cái hình là xe mã đánh với xe 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 xịn tượng toàn, tuy nhiên làm sao bên đỏ để bảo vệ được cái con chốt, bảo vệ được con chốt đỏ đây đó, thì khả năng tính tới nước đó điều xe như thế nào để bảo vệ con chốt đỏ, nếu mất chốt đỏ là xe mã chốt là khả năng thắng cao hơn, còn xe mã thì chắc chắn hòa rồi, xe mã thì không có đường nào khác, chắc chắn hòa rồi. Tuy nhiên Đạt vẫn vẫn tính đi, Đạt sẽ tính được nước đó nữa. Có như các bạn cũng thấy là thay vì chạy con pháo thì Đạt không không chạy pháo, mà Đạt tấn xe lên thì Đạt đã tính đến cái khả năng và tôi phải phế xe rồi đó, nhưng mà vẫn tính tiếp, đang tính tiếp tới cái khả năng là bảo vệ con chốt đây đó. Tính tới mà đang tính tới, vậy đi như vậy nè, mà bên đen sẽ bay mã qua rồi mình xử lý như thế nào, buộc phải ăn con xe vô mã rồi bước mã bắt lại hai xe, đó là khả năng tính của các kỳ thủ. Nhưng mà bắt đầu tới đây thì bắt đầu tính tức tìm cách để mà phòng thủ cái con chốt đỏ đây, không cho mất chốt đỏ. Còn Trung Quốc họ tính sâu lắm, họ có thời gian họ tính sâu lắm. Dạ cô Lu thua rồi anh, em rất tiếc bị ở giỏ đồ đầu sách cục thầm bí quá. Cô Lu chỗ đó hơi, nói chung là tới đó cạn giờ rồi anh, cạn giờ rồi, cái cô Lu hơi hơi vội vàng đi cái nước cờ kia đã thấy vội rồi, đi nước cờ ăn chút biên á, ăn gấp quá ăn lẹ quá không mà, nói chung là thời gian đầu tư cho Trung cuộc nhiều quá. Thấy ăn con mã ra biên đang dọn cục cái lần đặt bay tượng lên bị giỏ đô đầu phế pháo là tuyệt sắc luôn. Rất tiếc ha, giỏ đô đầu cô Lu từ đầu giải tới giờ phải nói là chơi rất là hay, thua đúng một ván cuối cùng trước giỏ đô đầu. Chờ, giải đấu này chỗ mình nhất đánh hay, thua Vũ Đạt đánh rất hay. Quang chưa biết nữa, để anh mình thấy như Quang chưa đánh mà Quang có đánh chưa, để mình coi coi Quang có thắng chưa không biết. Quen thì 5,5 điểm, Nguyễn Minh Nhật Quang thắng thắng Phan Nguyễn Công Minh 6,5 điểm rồi à, như vậy là khả năng Quang sẽ nằm trong top tranh huy chương đấy, 6,5 điểm rồi. Nếu anh Bảo Hòa, thì tính hệ số anh Bảo 6,5 điểm luôn, thì khả năng là anh Bảo với Quang sẽ nằm top 3, top 4 đó. Tại vì 5 điểm mà 5,5 điểm, 5,5 điểm còn trận Đào Văn Trọng với Đào Quốc Hưng nữa à, trận đó chưa kết thúc đó. Anh Hưng cũng đang muốn một tấm huy chương đây, còn Đào Văn Trọng cũng đang nhắm nhé đây. Thời gian còn rất nhiều cho nên Vũ Đạt có thời gian để tính toán. Chui. Một là ăn xe vô mã, hai là tấn xe bắt mã. À, tấn xe bắt mã đâu được đâu, hồi tôi quăng mã tôi chiếu ăn xe hả ta? Chiếu ta ăn xe, tướng nhổng lên trên là thua đấy. Không được là buộc phải ăn mã này. Không còn cách nào khác, buộc phải ăn mã thôi.
Rồi, chào Nguyễn Bảo nha, bạn rất là hay. Liên cơ tàng là rất hay, chuẩn bị phế xe vô mã rồi. Vũ Đạt chuẩn bị cầm xe đây. Liệu xe mã có bắt được con trúc biên hay không? Chứ xe mã chắc chắn là quà rồi. Bắt được con trúc biên của Vũ Đạt hay không? Đường về hôm nay vắng tênh, buồn rơi nước mong manh, mây trắng giăng sâu đó đêm. Vé xe rồi. Đó, nhưng mà các bạn cũng thấy là thay vì chạy pháo thì không chạy pháo mà Đạt đã chủ động tấn mã lên để đấn xe lên để đấu xe thì đã tính tới nước là phế xe đó, như là xe mã đánh với xe sĩ tương to, hai chốt đối đầu, tấn xe giữ chốt. Chốt này chắc có lẽ khó ăn, tấn xe giữ con chốt này. Số que đánh giá là không 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 có cửa thắng nên là rất là cân bằng. Ồ, đi lúc này hả? Kìa, xe một, xe tấn một bắt chốt sao? À, một tốt vào tàu bình xe qua giữ, đây là nước nhóc. Tấn một đây sao ta? À, nước nhóc thấy không? Các bạn thấy nước nhóc không? À, qua đây giữ nước sau thúc chốt qua. Khó thắng, phế xe cầu hòa, quá hay. Tưởng bao nhiêu cũng đánh quá ghê, bay mã lên rồi. Không vội đúng không? Không vội vàng. Ở đấu xe hả? Ở đấu xe là qua rồi. Hòa rồi, kiếp biên quản hòa rồi. Như là hòa rồi các bạn. Như là trận đấu đã kết thúc, tỷ số hòa rồi. Đánh nữa không hay là ghi biên bản? Ồ, vẫn đánh nữa kìa. Mã chốt đúng hình mới hòa đúng không các bạn? Đây mã chốt nằm con mã ở đầu 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 ở đầu con chốt chốt giữa đó, nằm ở con chỗ chốt 5 tấn lên đó, mà con sĩ họ chưa chống đó, thì mới mới thắng được. Nhưng mà trước mắt là tiêu diệt con chốt này đó. Nhưng mà hình này Đạt quyết đỡ mà, chờ căn bản hả, rồi ra tướng là hòa. Đạt rất là căn căn cơ cơ tàng của kỳ hội quán rất vững chắc, này không thắng được đâu. Đúng rồi, ép đấu quân mà. Đạt đi nước cờ tính rất là hay. Rồi cứ ba tượng lên. Ăn con chốt trước thì tính sao? Nhưng mà hình này qua rồi. À, anh bảo chống sĩ hả? Anh bảo về sĩ. Đạt lên sĩ, anh bảo về tượng. Anh bảo lên tướng. Sĩ lên tướng, anh đi qua rồi, anh chỉ lên nó là qua, nhưng mà phải quần, cũng phải quần. Ai tượng về nói mã bắt chốt, bài tượng lên
ăn chốt. Sức khỏe nó không chỉ điểm là biết rồi. Lên tướng về mã. Hình này qua cơ bản rồi các bạn. Chỉ khi mà con tướng nằm trong á, là con mã nằm ở vị trí coi là coi như là cái vị trí con trúc nằm tấn lên á thì lúc đó mới thua. Tướng nằm trong nó mới được. Đường về đêm nay vắng tanh, buồn hơi nước mắt của mình, mây tím giăng sâu đó đen. Đó, con mã phải nằm ở vị trí này mà con tướng nằm ở trong mà còn sĩ chưa lên đó, thì mới thua. Chứ hình cờ này không cho tướng lên. Hình này nó ra hình quà. Về điểm này bằng không. Buồn rơi nước mắt mong manh, mây tím giăng sầu. Cứ đi chốt đi, qua chốt, chốt qua tới nơi là tính. Mây tím dâng sâu đó đây. Chiều nay kịch chốt 15 giờ nha các bạn. Từ ván 1 tới ván 9. Đánh đúng hai khung giờ là 8 giờ sáng và 15 giờ chiều. Ngày mai đánh cờ tranh 1, 2, 3, 8 giờ sáng, 4, 5, 6, 5 giờ chiều. Rồi ngày mốt 1, 7, 8, 9 và kết thúc trận giải đấu. Mây tím giăng sâu đó đây. Ta rin ta rin tên tinh 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 ta rin ta rin tên tinh. Buồn rơi nước mắt mong manh, mây tím giăng sâu đó đây. Khi cho lòng tê tái. Vô tướng rồi. Buồn rơi nước mắt mong manh, mây tím giăng sầu đó đây. Bảo mà thắng gián cờ tàn này là kinh điển luôn á. Bum 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 bum
bum bum bum bum bum bum nhịp rung tơ như cánh hoa bum bum tướng mà qua vô trong giữa cái tướng đỏ ra hoài, tướng đen mà ra hoài thì còn tướng đỏ chung vô. Xuống mới có đường ăn, giờ đứng ra hoài cũng đâu có đường ăn. Cái hình này mà con sĩ 4 của bên đỏ mà nằm ở đường 6 là thua đó, nằm ở đường 6 mà dưới phía dưới nha là thua đó. Lại con xuống con tướng xuất không xuất qua bên 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 lầu 6 được. Chốn cứ lấn xuống rồi ép vô con tướng xong mà giật mã gì đó y chang vậy đó. Rồi là thua đó. Mây tím răng sầu đỏ đây. Bung 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 này cờ chớp cũng quà là quà cơ bản đâu thắng được. Bên kia con tượng phải là bên kia, tại vì con tượng bên kia nó che được con mã, đạt 3 bên ta, 3 bên 3. Bài bên ấy mới đúng chứ, bài bên bảy che được con mã lui về là đầu tượng xong rồi nhảy xuống đường hai và chân mắt đưa con chốt xuống giờ hàng cũ kẹp kẹp vô trong đi rồi tính sao. Các bạn cũng thấy là sau khi nước tấn xe để đấu thì Đạt đã tính ra khả năng này rồi, thì các bạn cũng thấy là cờ của các kỳ thủ chúng ta tính rất là sâu, khoảng 10 nước đó. Cái nước thay vì tấn xe giữ con chốt đầu con rốt không Đạt đã tính là xe 8 bình 7 sau đó tấn xe đấu xe buộc con xe phải đấu, tại không đấu là bình đỏ thúc chốt là hòa. Bay tượng lên và bay mã xuống đó, ép cho con tướng vô trong. Các bạn có thể hình dung là cái nước cờ này nếu như con sĩ 4 nằm ở trên á mà nó nằm ở dưới cái đường 6 á, là thua chắc, chốt bình vô chiếu tướng sau đó thoái mà về mã về vị trí cũ. Con tượng con sĩ đi không được, sĩ đi là mã chiếu bí liền, con đó chỉ có đi con tượng thôi, con mã nó đều về xong nó quýnh nhất rất là nhanh. Chiếu trước là tính mất vô tướng vô chốt về sĩ rồi đạt chuyển hình rồi, đạt chuyển hình rồi. Về sĩ đây đây chỗ này đây đó, thì cũng mã về, con mã về nếu bài tượng sao ta, bài tượng thì con mã này sẽ thối về đường hai nha các bạn, lên tượng thì thối đường dài, bởi vì mà một cái lên tượng rồi không lên tượng con mã thì nhảy đường hai là thua rồi, những hai chống sĩ là chiếu ta ăn con sĩ là thua.
buộc phải lên tượng rồi, lên tượng thì nó không nhảy qua đường ấy mà nó phối với đường hai, xong nó nhảy lên đường một, đường một là đang bắt tượng đó. Đường về đêm nay vắng tanh, buồn rơi nước mênh mông, mây nước giăng sâu đôi. À, còn bay xuống đường kia hả? Bay xuống đường 1, nhảy xuống đường 2 bắt tượng. Bay xuống đường 1, nhảy xuống đường 2, xong rồi nhảy xuống lại đường 1, dò xét nó buộc phải lên sỉ. Lên sỉ thì chiếu tướng là trực trệ bác sĩ, lên tướng hòa. Cũng không thắng được hả? Mây tím răng sầu đỏ đây. Buộc phải lên tượng rồi, không lên tượng con mã là nhảy đường 2 là thua, đấu nước đặt. Lúc đó phải buộc phải lên sĩ, con mã chém sĩ chiếu tướng thôi. Ôi trời, chẳng lý đến này thua đấy. Thua người ta đây coi. Vẫn, điểm số vẫn không nhảy. Xuống, xuất tướng. Xuống cái xuất tướng ăn con sĩ cái là thủ lên tướng là thua hoài luôn. Mây tím răng sầu đậm. Chưa thua đúng không? Bum 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 bum. Đường về đêm nay giăng tanh, đường khuya mênh mông, mây nước giăng sầu đỏ. Thì giờ không ăn sĩ được á, nhưng mà hồi nãy mà bay sĩ lên, hồi nãy mà để con mã bay xuống trước á mà chống sĩ lên thì con mã nó chiếu tướng rồi, còn nó chiếu mà xuất tướng ra thì họ vô tướng là họ thoát được mã rồi. Bây giờ thì không ăn được rồi, vẫn bay xuống thôi, xuất tướng cờ bắt buộc rồi. Bay mã ra biên. Không thắng được. Rồi chào Tình Tình nha. Anh coi qua mà. Tại bên Nam bên Đỏ còn rất nhiều thời gian để mà chỉnh hình. Lại lưu sĩ. Ra cái hình hồi nãy, nhảy mã thì ra hình hồi nãy. Mây tím răng sầu đỏ đây. Bụp, 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 bụp. Bụp, bụp, bay, bụp, bụp, bụp. Bụp, 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 bụp. Mây nước giăng sâu đó. Da 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 da
tướng một. Muốn chi tình hoa lắm xa bước chân xúc tướng bay mã bác sĩ không dám ăn với cái ô mà để lên tướng thua không à, một về tượng đúng không, để lên tướng là thua liền đúng không, đó sẽ bị nó bắt cục rồi không. Cái này sơn đã tính cầm tướng đi lên 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 con trả mã về đây bắt chết sĩ nè, con sĩ đâu đường chạy đâu, chống sĩ lên đi tượng chứ cầm con tướng đi lên là xong phim luôn á, thấy đã cầm cầm tướng rồi rồi xong chết sĩ. Thấy đã cầm cầm tướng rồi đi lên tướng là chết đấy, bắt tưởng về tượng đái không thắng được, ăn con sĩ mà phải ăn bằng con mã, mà ăn con mã là con tượng đỏ phải nằm ở trên, nếu không con tượng đỏ mà ăn con sĩ mà con tượng đỏ đuôi giờ nó kẹp cho nó thì có đường nào đâu mà con mã thoát ra. Đạt cũng hay quá à, nói chung là cái hình cờ này là hình cờ cơ bản năng khiếu của bên kỳ hội quán rồi, khó mà đánh lũng lắm, mọi giờ rất nhường nhuyễn. Dạ biết đâu mụ hả bảo nói vậy á đứng vậy à, có một chút hy vọng đúng không, Trung Quốc còn họ cũng đâu có cho quà đâu, không có đánh riết đủ nước đếm nước đủ nước là quà thì cho quà thôi, không quần cho mệt là sai sót. Ở đó nó cờ vừa rồi mà cầm sai sót cầm một tướng đi lên rồi con mã trả về bắt chánh sĩ luôn chánh sĩ là thua. Ươm chi cành hoa lá nhảy xuống thì người ta cứ vô tướng rồi cứ giống ăn ăn được đâu, chốt xuống thì xuất tướng ra rồi nâng lên tướng rồi mà giờ nhắc cái là họ sơ ý họ đi tượng là chiếu tướng ăn trong chiếu tướng ăn luôn con tượng thì hy vọng hòa wow, không thì vô tướng rồi bắt buộc phải vô tướng rồi à, không thèm vô luôn hả, cho mã ăn xuống luôn á, về đêm nay vắng buồn rơi nước mắt mong manh mây tim răng sầu đỏ đây ba rum bum 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 ba rum bum bum. Đường về đêm nay bằng tay lên voi hả, lên voi là thua đấy, mây tím răng sầu đỏ đây. Lên voi đâu có nguy hiểm lắm mà, lên con voi đái thì được, đặt cái chị là nó ghê quá là hồi hộp quá, nãy thì cầm tướng đi lên là thua đấy, cũng còn sáng suốt mà. Bảo thắng giá cờ tàn này là kinh điển luôn đó.
Đúng rồi, đi 50 nước thôi. 76 nước rồi, mẹ có chính nên tính nước không ta? À, đi vào thì chắc cứu hơn. Đi vào thì chắc cứu hơn. Có xe bắt bồ. Ta đình tình tình. Ta đình tình tình. Ta đình tình tình. Nhịp xung ta. Bum bum. Chỉ cành hoa buồn rơi nước mắt bóng mình mây tím răng sau đó đây. Trong lòng tê tái xuống tốt không thắng được. Đã hay quá. Khó khăn đấy, không thể thắng được. Cái này cơ bản của kỳ hội quán rồi, họ luyện cờ tàng rất là chuẩn xác.
Vậy là thối mã đâu? À, thối mã đây, bay tượng lên, xong rồi bay mã qua. Anh này lạ nè, anh này lạ quá. Giờ anh bảo tức quá anh cho sĩ qua sông luôn, tấn công luôn. Nhưng mà con sĩ đó là ba quân, là được ba quân với mặt tướng là đủ đánh rồi. Là bốn quân, tổng cộng bốn quân, bốn quân này đánh thì sĩ tướng đỡ nổi rồi, có ốp luôn cho máu mà. Là cứ sức tướng thôi. Bay mã bắt tượng, bay tượng biên, chốt ăn vô cũng hòa. Hương chi cành hoa lá, như chuyện về đêm nay bằng tay, buồn say ngất mong manh, mây nước giăng sầu đó. Bum 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 Bóc chi cho lòng tê tái, mây nước sang sầu đó. Chào Phạm Thanh Liêm nha. Lại Lý Quynh xếp hàng mấy hả? À, lại Lý Quynh dán giò vừa rồi quà rồi, chắc xếp trên hàng 10 quá. Bay tượng. Như vậy là ký biên bản chưa, vẫn còn ghi biên bản thì chưa ký. Mây tím dâng sâu đó bum 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 xuống tước. Đường về đêm nay bằng tay, đường khuya hương mong manh, mây nước dâng sâu đó chết chung chung bum chung chung bum chung bum chung 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 nuôi tượng về
Vô địch giải này là không có tiền thưởng các bạn ơi, không có nhà tài trợ, chỉ được lãnh huy chương thôi, lãnh cúp, lãnh huy chương gì chứ không có tiền thưởng. Nhiều lắm. Mấy năm rồi thì Phương Trang tài trợ, thì năm nay Phương Trang không có tài trợ. Sáng nay là xong hết nội dung cờ tiêu chuẩn rồi mà. Chiều nay nội dung cờ chớp từ ván 1 tới ván 9. Sáng mai đánh cờ cờ nhanh ván 1, ván 3, chiều 15 giờ ván 4 ván tới ván 6. Sáng ngày 21 đánh ván 7 tới ván 9 là kết thúc giải đấu. Tim dâng sau đó đi. Căng mới vừa đánh xong hết nội dung cờ tiêu chuẩn, căng chính dáng, căng xây qua quýnh cờ chớp liền, rồi đánh liên tục coi như, rồi cờ nhanh đánh liên tục, ngày đánh 6 dáng cờ nhanh, 9 dáng đánh 1 ngày rưỡi. Wow, thôi đạt tủ kính quá. Mây tím răng sầu đỏ đây bum 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 tướng 5 tướng 1 tướng 4 tướng 1 mây tím răng sầu đỏ tướng 1 tướng 3 mã 5 tấn 3 tướng bình 5 không thắng được rồi. Đã dễ quá, chặt quá. Mã nhảy biên tướng sức không thắng được rồi.
76 86 10 nước 20 nước bài tượng lắm. Nguyễn Phúc Lợi hả? Phúc Lợi thì Lợi cũng hình như mới thua ván rồi đó. Đây Nguyễn Phúc Lợi gặp Bùi Thanh Tùng, Nguyễn Phúc Lợi thua Bùi Thanh Tùng rồi. Lợi có 5 điểm thôi. Chào anh Già Làng. Sáng nay xong hết anh Già Làng ơi, cảm ơn anh Làng đã ủng hộ mình hôm qua nha. Cảm ơn anh rất nhiều. Sáng nay xong rồi tiêu chuẩn rồi anh Già Làng ơi. Chiều đến cờ chớp nha. Chiều các bạn đôi tới kênh đón xem những ván cờ chớp chính ván trong giờ chiều ngày hôm nay 15 giờ. Không thắng nổi nè. Đây là đúng 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 cái bài bản sở trường của Vũ Quốc Đạt cũng như là Kỳ Hội Quán, họ liền cờ tàng rất là chính xác, cho nên những cái hình này đánh không thể thắng được. Đấy, thôi mà về rồi.
Nghề tượng. Mai mã bắt tượng. Này sơ ý là thua đó chứ, nhưng mà nói chung là cơ bản thì cầu hòa, tại vì cái hình mà cái hình thua mình đã biết hình thua rồi thì sẽ né được. Hình thua là con sĩ tượng nằm dưới đạt ra chỉ sĩ lên rất là hay, chỉnh sĩ lên trước trước khi con chốt đen qua xong, cho nên là không thể thắng được sĩ. Con hai con sĩ nằm dưới á, một con nằm giữa một con nằm dưới thì nằm bên nào cũng nằm bên nào cũng thua. Con mã nó đứng ở ngay chỗ cái đầu con chốt nằm ủi lên á, nó đứng nó riết sĩ không chống được, rồi bắt đầu đi con chốt qua tới bên đây, xong lùa con tướng vô, bắt đầu giật con mã về chạy vị trí cũ là thua, hình đó hình thua. Nhưng mà con sĩ đã chỉa lên rồi là khó thắng hoặc cơ bản. Đâu rồi, mình tới đâu rồi, mà sao nó chứ con mã về đây, nhảy xuống đây ba tượng biên. Tôi ngó về cuối trời tây ôm Vô tướng. Bây giờ mình sẽ ý cầm một tượng đen đỏ mà bay lên đó, tượng màu tấn ba là mới hòa mới thua thôi. tây ôm Để gì tượng một tấn ba thì con mã sẽ chém ngay con sĩ liền, lúc đó con tượng không có lui về cản con mã được, mã sẽ thoát ra, lúc đó bảy sĩ là thua chắc, mất sĩ là thua. giữa tôi với chỉ còn sót lại tâm gìn giữ được thôi, hình hài này giết lầm tôi cùng với lời thế nó hẹn xuống thấy tưởng lắm trong nét mặt nhớ. Hôm đi còn gặp nó suốt đêm như vậy, nào là nói để biết là em và còn thể thức như chỉ có mình tôi. Hòa chắc là tôi thấy hòa cơ bản của bạn Ly Phạm ạ. Từ khi tôi yêu người chân trời góc biển xuống thấy hình thấy mặt để tôi chia sẻ những khi buồn ước vọng cùng ngày đôi bây giờ tan thành mây khói không còn tôi thơ bóng không. Tay hướng tròn môi xinh đeo tim hình với tôi cho yêu con. Hòa là anh Bảo tuột hạng rất là cao đó các bạn, khả năng lọt ra top 4 luôn á, cho nên là anh Bảo buộc phải quýnh đó. Hòa là anh Bảo lọt ra top 4 luôn đó. Lúc đó là nhất là Đạt, là nhì là Võ Minh Nhất nè, thứ ba là
Ai Hưng hả ta? Anh Hưng thắng rồi hay cho ta? Chắc Hưng thắng rồi. Đào Quốc Hưng. Đào Quốc Hưng đã vừa có chiến thắng rồi. Thắng trước Đào Văn Trọng thì Đào khả năng là Đào Quốc Hưng sẽ đoạt vị trí thứ ba. Vị trí thứ tư sẽ là của Bài ta. Chờ mình xíu lên coi. Khả năng thôi nha. Quang cũng thắng luôn rồi. Vị trí thứ tư khả năng là của Nguyễn Minh Nhật Quang. Đó là anh bảo sẽ rớt ra khỏi top 4 luôn rồi. Top về huy chương luôn rồi. Vậy là nếu mà tính như vậy thì thành phố Hồ Chí Minh 4 vị trí đầu, thành phố Hồ Chí Minh chiếm 3 vị trí, chỉ có lọt vô võ mình nhất hạng nhì thôi. Đó, mà thế này khủng khiếp chưa? Nếu trận đấu này hòa thì anh bảo sẽ mất vé. Nếu trận đấu này hòa anh bảo sẽ mất vé ngay. Đấy, cho nên bảo buộc phải đánh, bảo là hoàng rớt vị trí thứ năm luôn á. Vị trí thứ năm thì lúc đó là mất hết huy chương, chỉ có Võ Minh Nhất là đoạt được cái huy chương bạc thôi, trong khi đó Vũ Quốc Đạt thành phố Hồ Chí Minh đạt huy chương vàng, Nguyễn Minh Nhật Quang và Đào Quốc Hưng đoạt huy chương đồng. Một trăm lẻ mấy, 100 à 98 rồi hả, 101 rút đủ nước rồi. Hòa hình này hòa đâu. Giờ có quýnh 1.000 nước cũng vậy. Mệt quá thì đi tập sai. Sai mệt quá thì sai thua. Mệt quá đi sai thì thua. Không thắng được, không thắng được. Chín mươi chín rồi, còn hai nước nữa. Như vậy là ký biên bản hòa rồi sao? Họ đang đánh dấu, đánh dấu cái nước nào? Cái nước đánh dấu chỗ 51 chứ. Rồi chị Vũ đặt chỉ nước đánh dấu ở chỗ nước 51 rồi thì ra 101 đứa thầy 99 đứa này. Vậy hòa rồi các bạn. Vậy là trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa. Nguyễn Minh Nhật Quang đã thắng. Anh Đào Quốc Hưng thắng Đào Văn Trọng. Thì như vậy là Đào Quốc Hưng và Nguyễn Minh Nhật Quang sẽ đoạt huy chương đồng. Vũ Quốc Đạt đoạt huy chương bạc, huy chương vàng và Võ Minh Nhất đoạt huy chương bạc. Như vậy là trận đấu của ta đã kết thúc, giải đấu kết thúc với bốn vị trí ở đầu, là hết ba vị trí của thành phố Hồ Chí Minh rồi, và còn chỉ còn có Võ Minh Nhất lọt vô chỗ đó thôi. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn đã ủng hộ kênh và bạn like mạnh đăng ký để nhận những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn chiều nay 15 giờ với nội dung cờ chớp từ ván 1 tới ván 9. Rồi mình bye bye nha, xin chào tạm biệt nha, mình xin phép xuống like nha.